Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng đón nghe tập 2 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết Cô giáo tỉnh lị, tác giả Lê Văn Trương. Đã hai năm nay, hai năm xa cách Tùng, phút này nàng mới thấy nhớ rộn hình ảnh người yêu. Hai năm trời, một lá thư Hỡi ôi, Tùng đã ngậm kín xót xa Người yêu của nàng đã câm lặng Trong lúc nhớ nhung và xé lòng Phút này, nàng mới thấy thương Tùng làm sao Xá biết được địa chỉ của Tùng Nàng đã viết thư để chút bớt ưu tư Nhưng không Bức thư đầu tiên cách đây hơn 20 tháng Tùng đã xin nàng một lần đủ cả Đừng ngóng hàng gì đến mình Thì xong Ngày ấy nàng sẽ phải chiến đấu nói ra được cái cớ nó buộc nàng phải trái lời cha mẹ không phải dễ nhưng không dễ cũng phải nói biết làm thế nào không nói cho cha mẹ biết nàng sợ rồi đây mỗi khi có người dòng ngó nàng lại phải từ chối và ba mẹ nàng lại phải một lần buồn phiền thì âu là nói nói phăng được yêu như thế yêu được như thế lại không tạ lòng chi kỷ bằng cách thú cái tình của mình hay sao nói ra dù có chịu sấm sét cũng cam lòng Còn hơn hẹn khất Để rồi rút cô cũng chẳng tránh được phải từ chối Quyết định rồi Phúc mới tìm dịp hỏi ý kiến chú Nàng chờ một hôm gì nàng đi mua họ Mới hỏi ông giáo Cũng bằng vẻ mặt lo lắng Ông giáo đáp nàng Chú cũng đã nghĩ dùm cháu mà chưa ra cách Nay lần mai nữa Cứ hẹn cứ khất Cây ngày đến cũng vẫn đến Rồi lúc ấy biết làm thế nào Và còn bao nhiêu lần nữa chứ một bận này thôi đâu Cháu từ chối một đám Hai đám, ba đám Chứ từ chối mãi được à Cái khổ của Phúc lúc này Cũng còn là tại nàng biết mình đẹp Cái sắc của nàng Địa vị của nàng Sẽ dẫn đến không ngừng những đám ấy Mà Tùng thì đường đất còn dài Cháu định thu với ba mẹ cháu Chú bảo có được không Ông giáo nghĩ lùng lắm Ông rụi ba lần tàn thuốc Lại đánh diêm châm Ông lại thở dài chịu mặt có đến hàng chục lần Cuối cùng ông đập tay xuống bàn một cách cường quyết Không thể giấu mãi được Bà làm con Để cha mẹ ái náy về mình là có tội Cháu đã quyết định chờ nó cho đến mãi mãi Cháu phải có một thái độ rõ rệt Trước đây Chú đã hứa tận tâm với nó Vậy trong dịp này Nếu cháu can đảm ngò lòng với ba mẹ cháu Chú sẽ nói hộ cháu thêm vào Chú không sợ ba mẹ cháu trách chú Sợ chứ Nhưng hạnh phúc của đời cháu buộc chú phải đừng sợ những cái sợ như thế. Và chú cũng còn tin sự bênh vực nhiệt liệt hạnh phúc của cháu sẽ làm cho chú qua được trạng này. Khó hay dễ, khi bổn phận bắt buộc cũng phải làm. Như phong cảnh đang tối sầm bóng hừng một chút nắng hồng. phục tươi lên được đôi phần, nàng đưa tay về sau gáy vờn mấy sợi tóc. Vâng, cháu trông cậy ở chú. Chú thương chúng cháu, giúp chúng cháu một tay. Chú muốn bảo cháu điều này, tuy bênh vực hạnh phúc của mình nhưng cũng phải nghĩ đến chỗ ba mẹ cháu có thể buồn vậy cháu phải lạy van ba mẹ cháu xin ba mẹ cháu thương xót nhưng điều cốt yếu không được nói rõ cháu đã yêu nó vì thật ra ba mẹ cháu không thể nào công nhận một cuộc tình duyên như thế yêu đã đành nhưng yêu cũng phải có tương lai tương lai của cháu hiện giờ chưa biết thế nào nên chưa thể nói rõ được ngộ ba mẹ cháu hỏi cháu biết nói thế nào Cháu hãy cứ nói thác đi Ông giáo ngừng một lát rồi lại tiếp Cháu chắc đã hiểu cái lẽ tại sao Chú chưa muốn để ba mẹ cháu biết rõ vội Vì khi biết rõ Ba mẹ cháu không bằng lòng sẽ bách thuốc cháu Vâng Thưa chú cháu hiểu rồi Vâng cháu hiểu rồi Ông giáo ngồi ngồi Dầu ba mẹ cháu cũng là điều khổ tâm Nhưng biết làm thế nào Để dần già rồi chú liệu Người ta chấp kinh phải tòng quyền nếu nói ngay mà hỏng sao bằng trì hoãn mà thành việc cháu đã hiểu chưa vâng cháu hiểu rồi ngày một ngày hai tùy cơ ứng biến vâng chú dạy đúng chú cũng vừa viết thư cho bạn chú ở sài gòn hỏi tin tức nó xong ông ấy đáp không biết nó thế mà có chí đấy nhé sự nó không viết thư về cũng có chỗ sâu xa đấy những kẻ thật yêu nhau không bao giờ có những lối bịn dịn đàn bà cháu cũng đừng lấy thế làm tủi lòng cháu hiểu chứ ạ à? khi chung cháu đã gắn bó với nhau như thế thì sự thư từ luôn hay không có nghĩa gì tuy hai năm nay cháu nhận được có một lá thư song cháu tin như tin mỗi ngày phải có một lần sáng anh ấy từng giây từng phút lúc nào cũng nhớ đến cháu và hình ảnh cháu không rời khỏi trí anh ấy phút nào ông giáo lấy gói thuốc rút một điếu rộ rộ xuống lòng bàn tay cứ một điều các cháu yêu đương nhau mà truyền được sang chú cái điều yêu đương là chú chắc thế nào ngày mai của các cháu cũng tốt đẹp Rồi ông cười cái cười đọ mình với thử thách Hờ, xa ở đời Không có gì khó thật Chỉ sợ lòng người suy xuyển thôi Ở hoàn cảnh các cháu mà sau đây tạo được sự nghiệp Chữ yêu mới thật có nghĩa Cầu mấy sông cũng lội Mấy ngàn cũng qua Cũng chưa thấm với tấm lòng băng tuyết của các cháu Bây giờ chú hiểu thấm thía câu danh ngôn Một sợi tóc của kẻ yêu đương Có thể trói được tất cả gỗ trên mặt đất thì xong phúc về ngay tuyên nàng về báo tin đỗ cho bố mẹ và cũng luôn thể trần tình trước khi về ông giáo khuyến khích cháu cứ tin ở tấm lòng chú thương cháu nếu ba mẹ cháu nhất định không nghe cháu đánh dây thép về cho chú chú sẽ lên chú không dám chắc trước là ba mẹ cháu sẽ nghe theo chú nhưng thế nào cũng đợi cháu một đôi phần phúc đi khỏi bà giáo cằn nhằn chồng cậu không biết anh chị phủ khó tính lắm mà chết thật nó ở đây, nó lồi thôi thế Nhớ anh chị phủ biết mình dung tung chúng nó Còn ra làm sao Tôi đã bảo cậu mặc chúng nó Đừng có nôi giáo cho giặc Ông giáo nhìn vợ một cái nhìn nghiêm khác Tôi không bằng lòng mà nghĩ như thế Sao lại mặc Sao lại dung túng Chúng nó là cháu mình Mình có bổn phận tán thành hạnh phúc đời chúng nó Sao mà không nghĩ Xưa kia nếu có ai giúp mình một tay Để cháu đạt được nguyện vọng Mình có mong không Ồ sao điều mình ước muốn mình lại ngăn cấm người khác mợ không nhớ cái ngày tôi với mợ khóc với nhau hàng trăm bận chỉ sợ không lấy được nhau ư cái cầu mình đi qua sao mình lại nỡ không cho đàn sau đi xa dĩ đàn sau ấy lại là máu mù nhà mình bà giáo vẫn chưa chịu còn cãi chuyện cậu khác nó khác bỉ thế nào được sao lại khác cậu còn là giáo học cậu còn có danh giá chứ nó làm gì học hành dở dang ông giáo nói một cách nhiệt thành tôi với nó khác nhau ở tỉnh thế nhưng yêu thì nó cũng yêu như tôi có lẽ còn hơn nữa với lại nếu quả mợ xét thấy nó không có địa vị khả thủ để thực hiện hạnh phúc lại càng phải giúp nó lắm lại càng phải tận tâm với nó lắm cái nét hồng trên mặt và cái hơi bỏng giấy của người quyết tin là một thứ gì thiêng liêng đánh lui được tất cả cửu địch bà giáo im ngay bà giáo nhượng bộ ngay bà đấu dịu à nào tôi ghét bỏ gì nó chỉ sợ nhớ anh chị phủ biết chuyện lại giận mình ông giáo giơ tay ngăn mợ không sợ nếu anh chị phủ trách mình nên vui lòng chịu khi mình đã được cái sung sướng vun đắp hạnh phúc cho chúng nó mình thiệt thòi một tí có sao giúp người không khó đến mình sao gọi là giúp chưa biết chừng hôm nay tôi nghỉ tôi lên chơi với anh chị cũng nên và rồi nếu có thể nói được cho chúng nó tôi sẽ nói bà giáo nhằn nhó ấy chết không được đâu đừng có làm quá mà rồi mất anh em đấy anh phủ là gớm lắm không vừa đâu ông giáo cười à thế mà lúc được cũng vẫn được tin phúc đỗ làm cho cả nhà mừng dữ ông phủ hớn hở bảo con để rồi ba bảo cử phiên nó đem cho mấy lạng cao nữa để con ăn nghỉ ngơi ít hôm rồi rỗi ba sẽ cho sang chơi hầu cụ tuần nói xong ông quay hỏi bà phủ Hình như độ này cậu cử cũng về nghỉ nha. Bà phủ ngoẹt môi. Vâng, cậu ấy về được hơn tháng. Rồi nhìn chồng và nhìn con, bà cười lộ hàm răng đen nhánh. Lo gì, cậu ấy lại chẳng sang đây ngay đấy mà. Cậu ấy, cậu ấy. Những tiếng này như mũi rùi rùi vào thịt phúc. Ngày cha mẹ nhắc đến cậu cử bằng cái lối quý hóa, nàng cảm thấy sắp sửa đến cho mình một tai hòa. Bà phủ nhặt một miếng chầu trong cháp tùm tìm à cụ lớn bên ấy cứ nhắc nhỏ mãi để hôm nào nàng dâu về thì đón sang chơi ông phụ sung sướng ở câu nói của bà gật gù còn nó thế mà sướng hôm nọ ngồi đánh tổ tôm bên dinh cụ lớn tuần đã khoe với cụ án hoài có nàng dâu miệng đọc tay biên bà phủ hùa theo chẳng biết cụ lớn bên ấy đồn đại thế nào mà thông sự quan trợ các ông ấy đều biết cả lại cả vợ giáo tuần nữa hôm nọ cũng hỏi thàm tíu tít với cái điều ống Ông phủ lờ đáng vi xài trúc Nói như người mới ngủ dậy Chuyện, con nhà mình Lo rồi lại chả ngủ tỉnh biết đấy mà Cụ lớn bên ấy biết nó về Thế nào cũng lại cho vời tôi sang Đấy, rồi mà xem Lại tổ tôm suốt đêm Lại bàn tán những cảnh hạch là con dâu Con dai sau này Rồi bỗng ông cười sảng sạc Hệ cứ nói đến con là y như cụ lớn bảo Sau này chúng nó ở riêng Tôi đến chơi không có cá mực cho tôi nhắm rượu là tôi cứ vợ tôi nọc, tôi vết cho. Bà phủ chặt lưỡi. Ấy, giàu nghèo sang hèn là tại phận. Cứ biết con mà được về làm dâu cụ lớn bên nhà, không còn sợ sau này. Cụ lớn, nàng dâu, sau này. Những chữ ấy làm cho nàng khiếp đàm. Nàng muốn thú thật ngay với bố mẹ, để nhẹ bớt khối nặng đè chịu trên ngực. Mắt nàng hoa, đầu tráng váng, một chất gì đang đắng đưa lên cổ họng. Nàng vội ngồi xuống ghế cho khỏi ngã sắc mặt nàng biến đến nỗi bà phủ nhận ra bà vuốt vuốt tóc nàng con đi nghỉ đi vậy nhé con mệt đấy trông con độ này không được nhuận lắm đấy còn ít cao con phải chịu khó ăn mới được học mãi già cả người thôi từ giày xem sách ít chứ con ạ à. hôm nọ cậu cử sang chơi cũng bảo chăm học quá dễ bị lao nhất là con gái nàng vội vàng cải chính ngay không con có làm sao đâu thì cũng để phòng có hơn không Con về đây buồn Đừng xem sách luôn Để mẹ bảo con gái nhà thừa nó sang nó hầu Con bé ấy Nghe đầu chưa cũng học trường tỉnh Nó bảo lào đáo để Gọi nó sang để con sai bảo chuyện trò với nó cho đỡ buồn Buồn Cái buồn của nàng Ai mà có thể làm cho khuây làm cho đỡ Chỉ có một người Một người ở tận tít mù khơi có thể cất dùm nàng những thắc mắc Thì chính người ấy lại thắc mắc hơn ai không muốn để một người nữa dự vào chuyện lòng mình Nàng bèn xin với mẹ Mẹ Đừng bảo ai đến đây Con làm gì mà buồn Con cần tĩnh dưỡng Có người nọ người kia lại phải chuyện cho mất sức Rồi muốn mẹ yên lòng Nàng làm bộ tươi cười Con mới đi về Mẹ thế thôi Con nghỉ ít lâu khải ngay Gớm hơi một tí Mẹ cứ làm rộn cửa rộn nhà Chẳng biết sức mạnh nào truyền đả tư tưởng Để bà phủ bỗng khoe vang rõ thật giống mẹ chồng như hệt cụ lớn bà bên ấy cũng thế váng mình sốt mẩy cũng không cho ai hầu hạ cứ bảo là không thích làm rộn dịch nhà cửa khi còn ở hà nội nàng không ngờ câu chuyện cụ lớn lại quan hệ quá đến như thế về đến nhà nàng mới biết biết sự mật thiết của hai nhà ồ hơi một tí cụ lớn tuần hơi một tí bên dinh nguy cơ của nàng không phải nhỏ nàng thấy ngay cần phải có một sức che chở Họa may mới thoát khỏi vòng vây này Thế là nàng nghĩ đến ông Sáu Đến người chú đã mở cửa đón người yêu của nàng lúc ban đầu Nàng đã toàn viết thư ngay hôm sau Nhưng xem bình tình Cũng còn có thể chậm trễ được nên lại thôi Nàng định bụng hệ cấp bách Nàng sẽ cho đi cầu quân cứu viện Thì đây Giờ phút tranh đầu đã đến Hai tháng sau Một hôm bà lớn tuần sang chơi với vẻ mặt hữu sự Quả nhiên không sai Bà lớn tuần sau ít câu chuyện thóc gạo dân sự vào đến chốt xin hai cụ lớn cho lo liệu để các anh các chị ấy yên bẩy ra thất bà phủ còn đợi gì hơn bao nhiêu tin đi mối lại dừa nay bao nhiêu bàn gia tán vào cũng chỉ là mong có phút này bà liền đáp ngay vâng tôi đã thưa với cụ lớn giờ còn hai cụ lớn đấy hai cụ lớn cho về bao giờ được bấy giờ bà tuần cười khanh khách thân mật Người ta cứ chê bọn mình quan cách hay rảnh ràng Nhưng người ta không biết chỗ mình đối với nhau Cứ như cụ lớn với tôi Việc gì chẳng phải xong một cách chóng vánh Bà Phủ đón thông ra bằng một nụ cười Dạ hai cụ lớn thương chúng tôi Thương cháu Chúng tôi xin đa tạ Cháu được về hầu hạ hai cụ lớn Tôi cũng yên tâm được đôi chút Phương Ngôn đã bảo Tìm nơi có đức gửi thân Tìm nơi có nhân gửi của Cháu được nương nhờ cửa hai cụ lớn Thật phúc cho chúng tôi Bà Tuần lại khanh khách Chỗ chị em Tôi chả dám giấu cụ lớn Mình chả ra gì cũng gọi là tuổi tác Đi ra ngoài thui thủi một mình Làm lúc cũng tuổi thân Giá có chu dầu có phải trông nó cũng ra dáng không Phải câu mở đầu đã qua Rồi đến những dự tính Hai bà thì thầm với nhau những gì Nàng ở buồng bên Tuy không nghe rõ nhưng cũng đoán ra ca cụ đang xây hạnh phúc cho nàng hay định cho đúng nghĩa đang làm cho nàng chết lụn. Sở phút quyết định đã đến, không thể trù trừ được nữa, nàng nhất định phải thú thật với cha mẹ. Nàng nghĩ lùng lắm, chưa biết nói thế nào, thấy sự thể trọng đại quá nàng dùng mình. Thoát được ngã ba tuần vườn này có phải dễ đâu, con xào một khi cắm sâu, nhổ lên được, nước phải đục ngầu. Hờ, không lúc nào bằng lúc này, cầu dù con của vợ cai lệ, nàng thấy thấm ruột gan. Gần thì chẳng bén duyên cho Xa xôi cách mấy lần đỏ cũng nên Giá cuộc tình duyên của nàng Được các cụ bản tình chu toàn cho như thế Kiếp người của nàng đỡ được bao nhiêu đoạn trường À Sao số phận trái thói đến thế Có phải định mệnh muốn những người Mà hoa ra phấn như nàng Phải chìm nổi, phải đa đoan Hỡi ơi, làm thế nào bây giờ Ông sáo chú nàng Nàng chắc cũng chẳng lung lạc được cha mẹ Trong việc này cứ như nàng thấy Cơ hồ như nàng đã là con dâu nhà họ Nguyễn rồi Bao nhiêu lời mẹ nàng tán tụng cụ Tuần Khen ngợi cậu cử Làm cho nàng thấy hoàn toàn thuộc về họ Nguyễn Yêu đường có đủ phép mầu nhiệm cải tử hoàn sinh Hạnh phúc chỉ có thể vượt Khi bàn tay người ta không nắm chắc Cắn chặt răng Cắm chết hai bàn chân xuống đất Tất nhiên phải thắng lợi ở một đầu dây Khi kẻ ngụp dưới nước biết trước bên kia bờ Có người ruột lòng chờ mong thì phải biết chỉ vài giải tay là đến nơi Yêu đương Tự nó đã có sức ngăn cản Sự vững thế quân bình Huống hổ kẻ yêu đương lại là nàng Lại có một người gửi tử sinh vào mình thì ôi thôi Nước mắt nào cũng phải giáo Ác mộng nào cũng phải tan Sầm xét nào cũng phải tạnh Trái tim rắn trên mực của bạch kim Không sợ lửa Không sợ búa Không sợ tất cả Không sợ một sức mạnh nào Trái tim chỉ len lén sau trái tim hoảng hốt trong trái tim. Khi tiếng cổng đau phủ thủ đập vang, trái tim sẽ bập một cái, nhảy phát ra khỏi pháp trường. Và một nghìn một phạn, một triệu sợi mây cuốn vào người. Cũng chỉ một cái cựa mình cuối cùng là bật tung. Không có lồng nào giam hãm nổi trái tim. Không có đường đất nào xa cho trái tim. Không có ngộ biến nào uy hiếp được trái tim. Trái tim rắn hơn đá ở chỗ không thể đổ mồ hôi. Nắng, cứ nắng cho đều làm chảy vôi, gạch sắt. Nhưng trái tim không biến thể Không biến sắc Và cũng chẳng làm sao cả Đời đời kiếp kiếp Trái tim mạnh hơn những vị tướng quân trong y dược Cả hơn sóng cả Chắc hơn lim đá Và bền vững với những gì bền vững trong nhân gian Phúc đọc đi đọc lại mấy dòng chữ Rồi đưa cho con bé Nàng dặn nó mấy lượt Nhớ đây Nhớ đưa tận tay ông ấy cho tao Còn bé toàn đi Nàng lại níu lại Nhưng mày có biết mặt ông ấy không? Còn bé nhòe miệng cười Thưa cô có Con có biết chưa ạ à? Con còn lạ gì cậu cử Cậu ấy vẫn ra chơi ngoài bãi đá bóng Con đi con gặp luôn Ừ thế được Mày đi ngay cho tao Đi ngay rồi về nghe không Còn bé xạ Rồi nhanh như chớp Co chân chạy tắp Nàng trở về buồng một lát Rồi ra đợi con bé về báo tin Trông thấy nó từ ngoài ra Nàng hồi hộp con bé con lúc ấy như hệt người thám thính của đảng công tử trong phim chớp bóng, vừa thoát thân ở một xào huyệt nào chạy về loan báo. Cầm tờ giấy của Liên trả lời, nàng lầm nhầm, đọc xong nàng hỏi con bé. Thế nào, lúc ông ấy đọc, mày trông ông ấy thế nào? Con bé ngờ ngác. Thưa cô, thế nào là thế nào ạ? Ông ấy có bảo gì mày không? Cậu ấy chỉ đưa con tờ giấy này, không bảo gì cả. Nàng đọc lại mẫu thư liền đáp thưa cô tôi đã kính nhận thư cô vâng tôi xin làm theo yêu cầu của cô xin mời cô cứ sang chơi chúng ta có thể nói chuyện với nhau ở buồng xem sách của tôi cô cứ tin rằng khi cô đã không muốn sẽ chẳng có một người nào có mặt trong lúc hội đàm này kính liền đọc xong nàng lại hỏi con bé ông ấy có dặn mày không thưa cô không à thưa cô có cậu cử đưa con tờ giấy dặn con đem ngay cho cô Ông ấy có dặn gì nữa không? Còn bé ngạc nhiên về chỗ nàng hỏi nó mãi về cậu cử. Nó ngạc nhiên là phải. Vì thường ngày nàng rất nghiêm khắc. Ít khi hỏi han nó lấy một điều. Tuy bà phủ cắt cho nó chân đầy tới thân tín. Liền ra tận sân đón nàng. Vừa đặt chân vào buồng sách. Nàng nói ngay. Đáng lẽ tôi phải lên chào hai cụ lớn mới phải. Nhưng vừa tan hầu. Không dám làm rộn cụ lớn. Xin ông miễn thứ cho. Liền đáp rất lễ phép. Vâng, cô cứ yên tâm Tôi hiểu ạ à. Thưa ông, đáng lẽ tôi sang hầu ông đã lâu Xong còn suy nghĩ mãi Hôm nay không thể trì hoãn được nữa Vậy xin ông vui lòng cho tôi được thưa Suy nghĩ một lát liền tử tốn Vâng, nếu cô xét tôi có thể hiểu được Xin cô cứ nói Tôi tình nguyện nghe bằng tất cả sự tận tâm Rồi đưa mời nàng một chén nước Xin cô tin tôi là người có nhân cách Cô đừng ngại phải ngỏ thật với tôi điều gì sự quý trọng cô sẽ làm cho tôi hiểu mọi cảnh ngộ Được dục xã Nàng lấy hơi Can đảm thuật tất cả cuộc tình duyên của mình Và tùng cho Liên nghe Nàng thật sành sọt trong hơn một tiếng đồng hồ Liên chỉ chăm chú nghe Kính cẩn nghe Ông xét cho Khi tôi đã có một mối tình như thế Tôi có thể dám mạo muội thế nào được Liên đón ngay Tôi hiểu, tôi hiểu rồi Xin cô cứ kể hết cho nghe Tôi sẽ có cách giải quyết dùm cô Tôi xin ông nghĩ đến cuộc đời mai sau của tôi Bảo toàn cho Nói xong Nàng nhìn Liên với một lo lắng Bình tĩnh Liên nở một nụ cười Tôi thật không ngờ trong đời lại có cái hân hạnh này Trước hết tôi xin thành thực cảm ơn cô đã tin tôi Cho tôi biết chuyện riêng của lòng cô Và tôi cũng xin cô nhận những lời mừng chân thành Vì cô đã được yêu một cách tuyệt đối Rồi lầm nhầm như tính toán Cô thực xứng đáng được tôn thờ bởi một trái tim cao cả Cô cứ tin Đứng trước mối tình vô cùng đẹp đẽ của cô Loài người đều phải cúi đầu Xin ông làm ơn chu Toàn cho tôi Liền vội vã Vâng Xin cô vững lòng tin ở nhân cách của tôi Tôi thề sẽ không làm cô phải buồn lòng Cứ cái sự cô tin tôi Cho tôi biết hết những u uẩn của lòng cô Cũng đáng cho tôi phải làm theo ý muốn cô Huống hồ tôi lại còn có bổn phận Không được quấy rối hạnh phúc của người tôi kính trọng Nàng hỏi ngay Thưa ông Ông định chu toàn cho tôi bằng cách nào Nghĩ một lát Liên thở dài Chàng nhìn Phúc một cái nhìn não nuột Kể thật ra tôi cũng buồn Vì Phúc mỏng không được gặp người như cô Nhưng thôi Tôi không được cái may sống với cô một đời người Xong tôi được cái ơn cô Ủy thác một việc lớn lao trong đời cô Xin cô tin ở danh dự làm người của tôi Tôi sẽ xin vì tấm tình cao khiết của cô Tìm cách thưa lại với thầy me tôi Người ta dẫu một khi đã quyết định nhưng khi phút thèn chốt đến Cụ không khỏi giật mình Nghe liền nói đến sự nói với cụ Tuần Nàng liền hỏi Thưa ông, ông liệu giúp tôi Liền giơ tay ngăn Cô cứ yên tâm Khi tôi đã hứa sẽ chu toàn cho cô Thế nào tôi cũng phải tìm hết cách Tránh cho cô những phiền lụy Hiện giờ thì tôi chưa biết nói cách nào để ổn thỏa cả Nhưng cô cứ tin Ở sự tôi kính trọng cô Chỉ một tuần lễ là công việc xong xuôi cả một tuần lễ, bảy ngày rời đàng đắng, phục lo lắng đợi tin. Tuy không sợ Liên thất tín, song nàng cũng vẫn nơm nớp lo sợ. Không biết Liên có tìm cách nói thế nào để ông bà Tuần bằng lòng nghe mà không xảy ra sự gì long lờ. Không biết Liên sẽ nói với ông bà Phủ thế nào. Ngày nào cũng như ngày nào, nàng chỉ thấp thảm chờ mong, chờ cái tin ân xá. Một buổi sáng nàng vừa trở dậy, lòng hoang mang, thì con bé con chạy vào đưa nàng bức thư không đợi một phút nàng sẽ đọc Thưa cô Hôm qua tôi đã thưa với thầy mẹ tôi Thầy mẹ tôi không khỏi ngạc nhiên Tất nhiên thầy mẹ tôi cũng của trách tôi Nhưng một khi tôi đã vì hạnh phúc của đời Một người tôi kính trọng Tôi có thể chịu được hết Cô cứ tin là việc xong 8 phần 10 rồi Điều cần dặn cô Xin cô nhớ Nếu hai cụ lớn bên nhà có hỏi Thì cô phải can đảm nhận tôi là người bạn trí thiết của anh Ban Mà anh Ban là người yêu của cô Tôi phải đặt ra một cái tên và một cốt truyện. Muốn cô hiểu rõ để liệu ứng đối sau này, tôi xin thuật để cô rõ. Tôi thừa với thầy mẹ tôi rằng, hồi tôi học luật, có chơi với một người rất thân, thân như anh em ruột thịt. Hiện nay anh ấy đang tòng học ở Pháp. Anh ấy tên là Ban, và là ý trung nhân của cô. Mãi đến hôm nay tôi mới biết. Vậy tôi không thể nào sánh duyên với cô được. Đấy, câu chuyện chỉ có thế. Cô nhớ cho. Để liệu hai cụ có hỏi thì cô thưa Chắc chỉ nay mai Mẹ tôi sẽ sang thưa chuyện với cụ lớn đấy thôi Tôi xin cô thư lỗi cho tôi Đã tự tiện đặt chuyện về đời cô Nhưng xin cô xét chỗ dụng tâm chính đáng Thứ cho Chúc cô bền vững trong những ngày tháng chờ mong hạnh phúc Nay kính Liên Đọc xong Nàng muốn nhảy ôm chẳng con bé Mắt nàng bỗng dưng sáng Màu trong người như lâu ngày bị ngừng trệ Phút này rào rào trong thớ thịt trời lại đẹp gió lại mát quang cảnh lại sáng sủa và lòng nàng nhất là lòng nàng như được tiêm phát thuốc hồi sinh cho đến khi ông bà phủ sang chơi nhà ông tuần về phúc được cha mẹ cho hay cuộc nhân duyên của nàng đã hủy ông phủ suy xoa tiếc rẻ hoài của xá không giác rối có phải việc thành rồi không ai ngờ lại lôi thôi thế rồi ông hỏi con sao con không nói cho ba biết từ trước phúc không bị cha mẹ của trách Nàng hiểu vì cớ gì rồi Tuy không biết rõ Liên đã nói những gì với cha mẹ Nhưng nàng phỏng đoán Liên đã nói tốt cho mình nhiều lắm Nếu không đã chẳng có sự êm đềm của cha mẹ như bây giờ Nàng còn đang phấp phòng Ông Phủ đã hỏi một câu để bảo cho nàng biết Liên đã nói những gì Thế nào? Người ta sắp sửa về chưa? Sao lại bạn của cậu cử? Còn lại không nói cho bà biết Cậu cử bảo ba Người ta thi xong thạc sĩ thì về có phải không? Đầu cuối câu chuyện đã gỡ tung Nàng biết liền đặt ra thế Để ông phủ có chỗ không cằn nhằn con Nàng đành phải trả lời Thưa ba Người ta đợi thi thạc sĩ xong thì về Người ta vẫn viết thư cho con luôn Còn sự là bạn của cậu cử Thì con có biết đâu Ông phủ thở dài Còn thật hỏng Sao con không nói cho nhà biết Con sợ ba mẹ Ông phủ cười nhạt Tí nữa có phải con làm bẽ cho bố mẹ không may cậu cử biết điều không trách mình bà phủ nói ngay ồ còn trách gì cứ nghe cậu ấy khen người ta như thế thì chắc là quý nhau lắm đã quý bạn như thế ai lại còn ông phủ vê một điếu thuốc ừ cũng có lẽ gớm sao cậu cử lại ca tụ người kia khiếp thế nhỉ một điều anh ban tôi hai điều anh ban tôi hình như cậu cử lại còn bảo người kia trước dạy cậu ta nữa liền đã cực lực khen ban người yêu tưởng tượng của phúc để chu toàn cho nàng chàng lại nói với ông bà phủ ban rất yêu phúc ban viết cho chàng nếu khi về phúc xuất xá ban sẽ lại sang pháp ngay phúc là rời là phật là tất cả của ban chàng ca tụng những đức tính siêu việt của ban chàng khen ngợi ban chàng nói nói nhiều lắm đến nỗi ông bà phủ chẳng những nhìn ngay thấy chỗ chàng tôn thờ ban không dám nghĩ đến hôn nhân mà lại còn yêu người con rể tương lai của mình Cuộc giàn xếp của ông bà phủ với ông bà Tuần với cậu cử đã đem lại một kết quả tốt đẹp. Ông bà Tuần thấy con là người nghĩa khí nên cũng vui lòng và cho thế là định mệnh. Ông bà phủ không của trách con, con mừng thầm, chả biết có đúng hay không, sẽ có một ông rể thạc sĩ. Mặc dầu chỉ căn cứ vào sự tả cảnh của cậu cử. Còn Phúc, nàng thoát một tai họa lớn lao trong đời nàng. Từ nay, nàng không sợ bị ép uồng Bàn đã gỡ tình thế cho nàng, một bức thư Phúc gửi cho Liên Cảm ơn sự chu toàn của chàng Thưa ông Ba mẹ tôi về Tôi đã biết rõ ông đã giúp tôi như thế nào Tôi cảm ơn sự đại lượng của ông Tôi xin ông tin cho rằng Sau đây nếu có một ngày Tôi đặt chân được đến lâu đài hạnh phúc Việc đầu tiên tôi phải khắc tên ông ở cửa Xin ông nhận lời cảm ơn thành thực Của người chịu ơn ông Này kính, phúc Và nàng nhận được một bức trả lời Thưa cô, Tôi đã đọc thư cô, xin cảm ơn sự chu đáo của cô dành cho tôi. Trong dịp này, tôi mừng đã không đến nỗi hèn kém không làm chọn những ủy thác của người tin cậy ở nhân cách tôi. Tôi xin cô tin rằng, vì đã được hân hạnh dựa vào vấn đề lòng của đời cô, tôi luôn luôn cầu mong cho hạnh phúc của cô chóng thực hiện. Khi ấy dù xa xôi đến đâu, tôi cũng xin lại chia vui cùng cô. Tôi xin cô cho tôi được cái vinh dự là bạn của anh ấy sau này, vì cứ nghe cô kể lại Tôi thấy anh ấy phải xứng đáng là người tôi đạt một thiện cảm. Tôi nhiệt thành chúc cho ngày tốt đẹp của cô sẽ đến nay mai. nay Kính, Liên Và một bức thư thứ ba nữa, Phúc gửi cho Liên sau một năm, trước khi ra móng cái. Thưa ông, tôi thấy tôi có bổn phận phải cảm ơn ông một lần nữa. Vì nhờ ông, tôi được sống yên ổn với cái đời vọng phu của tôi. Tôi ở đây mãi thấy hơi nản, nên nhân thể me tôi về quê ngoài ở móng cái. Tôi cũng theo me tôi về và chưa biết chừng tôi sẽ mở một trường dạy học ở ngoài ấy để có việc cho khuê buồn xin ông ở lại mạnh khỏe vui vẻ tôi xin nhớ sau đây nếu thượng đế thương chúng tôi cho có một ngày tốt đẹp người thứ nhất được mời đến chứng kiến hạnh phúc của chúng tôi phải là ông nay kính phúc thư này gửi đi được ít hôm thì phúc theo bà phủ về móng cái trường nguyễn thị phúc nàng mở về dịp ấy vào buổi chiều trà cổ Nàng gặp cô học trò bé nhỏ là buổi chiều của một năm sau. Phần thứ 5. Người tùy phái xuống, là phúc lên giường nằm, đôi gối bồ đề hai chữ PT quấn nhau, gối chéo lên nhau. Hơn một năm nay không xê dịch, bức ảnh bán thân của Tùng trên tường, lúc nào cũng như muốn gục xuống vai nàng. Hai thứ ấy đến với nàng mạnh nhất lúc này, cả một ký vãng trở lại bên Âu Lâu. Con sông nước chảy lững lờ, những ngày mưa liên miên, con đường nhỏ đi về phía chợ, tất cả hiện đến nhắc nhở nàng nhớ đến tình yên bái thân yêu. Nàng nhắm mắt để tưởng tượng lại khi ốm ở Hà Nội, tưởng tượng lúc Tùng quỳ dưới đất, úp mặt vào cánh tay nàng, tất cả những gì thuộc về đời tình ái, sầm sầm từ nẻo nào của trí giác đến, đến để làm chết giấc giác quan. Nàng cố tưởng tượng căn nhà Tùng ở lúc này ở Sài Gòn hay quanh quất đâu đấy tùng đang làm gì tâm trạng thế nào thân thế ra sao tất cả đến như bạo táp trong cõi lòng bạo táp của nàng tưởng tượng chu du khắp mọi nơi mọi trốn nhặt nhạnh những ký ức đem về cho nàng một cảm giác không phải êm dịu như vẫn tả trong tiểu thuyết mà làm cho thân thể nóng san cái nóng của máu sôi sùng sục trong cơ thể nàng muốn ngủ lắm cố ngủ cho chết thần đi cho khỏi vấn vương những vương vấn chua sót của đời nhưng không được kỷ niệm cứ đến, hình ảnh tùng cứ đến, đến khuấy rối trí não, làm cho nước mắt sàn ruộng. Nàng thổn thức, úp mặt xuống gối khóc. Nước mắt, nhất nước mắt của đêm trống trải, phải là một thứ gì cơ cực lắm. Nàng khóc trong ý nghĩ, không biết ngày tháng nào Tùng mới về với nàng. Nàng khóc cho cái đời bềnh bồng của Tùng, khóc cho cảnh chia ly của hai con chim nhỏ. Rồi nàng cảm thấy thất vọng dâng ngập lòng. Mối cảm tự nhiên đến với nàng Làm cho nàng hãi hùng Nếu Tùng không còn trở lại Nếu Tùng không đạt nguyện Thì trời ơi Đời kiếp nào nàng được sống với Tùng Không lúc nào bằng lúc này Nàng thương Tùng hơn Nàng nghĩ luôn luôn đến lúc Tùng nhóm bàn là Quạt bàn là Mặc cái áo thâm ngắn cỡn đi học Lúc về lại chôn chân vào cái ghế đầu Cúi gặp mặt xuống bàn độc làm bài Nàng thương cảnh bần hàn của người yêu Nàng thương Tùng qua cảnh ngộ thương cái con chim non lìa tổ một đêm gió báo ào ào khóc mãi thương cảm mãi nàng lại vùng dậy không thể nào nhắm mắt nàng đành ra mở cửa sổ ánh trăng đêm nhiên lùa vào căn buồng một sức mạnh vô hình không biết ở đâu đến khiến nàng có ý nghĩ tắt đèn thế là nàng đi phía công tơ căn buồng sáng từ ánh sáng của trăng thanh trông có vẻ huyền ảo lạ thường cả một thế giới tình cảm xác động theo cái sáng của mặt nguyệt Nàng về ngồi bể xuống ghế ngẩng nhìn tấm ảnh của Tùng Tùng, người con trai gan dạ của nàng Cũng nhìn nàng chăm chắm Và hình như lại nở một nụ cười Nụ cười bất chấp số phận như ngày nào chia tay ở ga Hà Nội Nàng ngồi lịp ở ghế cho đến lúc ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ dạ quang Để ở bàn con cạnh giường mới đứng dậy Nàng lào đảo đi về phía giường Úp mặt vào gối nằm thiếp Nằm, nàng cũng chẳng thể ngủ cành tay thần ngủ không giang ra cho những kẻ ủ đầy tâm sự. Một phần động lực của tâm lý khiến nàng nghĩ đến Vân. Cái môi mỏng mỏng chứa cả một trời duyên kia mới sinh xảo làm sao. Cái dáng yêu kiều của cái thân thon thon kia mới nõn nà làm sao. Con người thanh tân tuyệt vời như thế mà ra bãi biển, mà chờ lúc hoàng hôn gần đổ, mà tư tưởng cho đến dán mắt xuống đất. À, có phải cái bóng của tuổi của thơ mình hồi ở yên bái? Nếu phải, thì tất nhiên phải có một tùng. Nàng soát trong số học trò, ngót 10 cái đầu, không cái nào khả nghi cả. Có một cái chán cao một tí đấy, tai thành quách một tí đấy, nhân trung sâu đấy. Nhưng chắc chả phải, vì áo vải đâu có mộng thiên thai. Nghĩ thế, nàng lại bội trách mình ngay. Trách mình ở chỗ cùng hội cùng thuyền, lại đi rẻ biểu người thất thế. Thật ra kẻ nàng đã rẻ biểu là ai? Ai là kẻ áo vải mơ hoa mà nàng chê bai? rồi nàng lại trở lại cười mình sao lại đi nghĩ lẩn quẩn như thế một người buồn có phải chỉ vì đã thất tỉnh đâu cuộc đời còn trăm nghìn điều có thể làm cho lòng tê tái ồ ai cũng ngộ như mình hay sao ai cũng ở cảnh ngộ khe khắt như mình hay sao buổi học sáng hôm sau tan là phúc biết ngay cây cơ nó khiến cô học trò nhỏ của nàng tại sao buồn rồi nàng tự phụ cái thứ tự phụ không có ai là đã đoán đúng phải chứ chỉ có sự đau đớn của trái tim mới làm cô học trò thủy mị của nàng phải tư lương. Huân, con người thợ mũ, đang mắc trong lưới, thư lưới êm dịu của ái tình. Cũng như Tùng, Huân là con nhà nghèo, nghĩa là không thể có chuyện gối chăn gì được với con gái một bà tuần. Nào có khác gì phúc năm xưa, Vân cũng yêu, yêu một anh học trò nghèo, yêu một thằng con trai, yêu một cốt cách người. Nghĩa là yêu cái hồn đẹp, bọc ngoài bằng một áo vải thâm. Từ ngàn xưa, anh hàn sĩ vẫn được cái may lọt vào đầu vàng Để chịu cái rủi một đời ôm hận Huân và Vân yêu nhau Cái đó có sao Nhưng cái chỗ làm nên tình sử Là khách lầu son với anh chàng áo vải Sao lại đi hẹn hò cho tuổi lòng nhau Phúc nghĩ miên man để kết liễu Bằng một cái thở dài bật hồn Thở dài vì thương thân và thương người đồng cảnh Càng thương hơn Khi người đồng cảnh ấy Lại là cô học trò yêu quý của nàng Một ý định đến với nàng Học trò ra học về Nàng khẽ bảo riêng Huân Anh về ăn cơm Lại ngay tôi nhờ chút việc Vẫn còn mắt thiếu tinh thần như mọi ngày Huân ngước nhìn cô giáo Thưa cô có việc gì Cô cứ sai Để con làm xong Rồi con về ăn cơm cũng được Nghĩ nghĩ một lát nàng chậm rãi Cũng không cần làm Anh cứ về đi Rồi đến tôi nhờ thì hơn Huân đến giữa lúc Phúc đang chấm luận cho học trò Lại cô ạ à? Huân bỏ mũ xuống bàn Thưa cô đáng lẽ con lại ngay Nhưng thầy con bắt Nhưng thầy con còn bắt lợp nốt cái mũ trông phán Thành thử con đến chậm Xin cô tha cho Phúc nở một nụ cười hoan hỉ Có sao Rồi nhìn Huân từ đầu đến chân Anh cũng biết lợp mũ à Huân bén lén Thưa cô vâng Anh học bao giờ mà biết làm Thưa cô con có học đâu con xem các bác thợ nhà con làm con bắt trước Anh khéo nhỉ Được cô giáo khen Huân mặt đỏ ửng ngây người Phúc chỉ ghế Anh ngồi đây Rồi gọi con sen rót nước cho Huân Huân lúng túng giơ tay đỡ cái chén con sen đưa Phúc hỏi một câu hỏi Làm cho Huân đã lúng túng lại lúng túng thêm Có phải hôm qua anh cũng ra trà cổ Thưa cô, vâng Phúc đưa mắt kín đáo để đo tâm trạng Huân trong hình sắc Huân cúi đầu chớp chớp mắt anh có hay ra cha cổ luôn không? Thưa cô, từ đầu mùa mưa đến giờ, con mới ra có một lần. Hôm qua? Vâng. Có ai ra cùng với anh? Con đi với cô Xuân. Xuân nào? Em thầy con, ra mua cá ngoài ấy. Một câu hỏi móc mói, làm cho Huân giật mình. Trường ta có ai ra không? Huân thẳng thắn. Thưa cô, có cả chị Vân. Phúc không dám dở thủ đoạn với học trò đành phải gật đầu à phải vân nó có ra tôi gặp rồi lại thúc luôn một câu để đo tình cảm huân cô vân hình như giỏi tính phải không anh không nghĩ ngợi huân đáp ngay vâng ạ à, chị vân và anh kỳ giỏi nhất lớp vân hình như cũng ngoan không hay nghịch có phải không câu hỏi này chẳng để cho huân trả lời dễ dàng vì nó thuộc về tâm tính một người thứ nhất người ấy lại có hơi hướng đến kẻ trả lời ngập ngừng mái mới cất nổi tiếng thưa cô con cũng không biết rõ ạ à? phúc mỉm cười trong nụ cười ẩn cả một đe dọa tôi biết rồi huân lại cúi gầm mặt không muốn đi qua cái quyền của một người được hỏi phúc gỡ tình thế bằng một cái xoa xoa tay à tôi nhờ huân một việc nhé Rồi cao giọng thế huân có dỗi lắm không nào thưa cô con dỗi ạ à? nhưng huân có phải làm mũ cho nhà không thưa cô có Thế thì thôi vậy. Không, cô cứ sai con. Mỗi buổi tối, con chỉ phải lợp có một cái mũ thôi. Còn con lại nghỉ ạ. À. Phúc ngần ngừ. Thế thì vất vả quá. Thôi vậy, để tôi làm vậy. Cô cứ sai con. Con không bận đâu ạ. À. Việc gì con cũng làm được ạ. À. Thật không? Huân không bận lắm chứ? Vâng, con có làm gì mà bận. Ừ, thế thì Huân giúp tôi một việc nhé nói xong phúc lại phía tủ sách rút một cuốn truyện đem lại đưa cho huân tôi thích quyển này lắm tôi muốn gửi cho một người bạn nhưng bây giờ tìm mua khó lắm vậy huân làm ơn chép lại hộ tôi có được không huân cầm ngắm nghía vâng có khó gì ạ à? con chép xong ngay con chép chỉ một tuần lễ là xong ạ à. cô cứ để con chép phúc cười nhẹ nhàng một tuần xong thế nào được quyển của Stephen wing này quý lắm huân cứ chép thong thả Hôm nào xong cũng được cơ mà, một tháng cũng không sao cơ mà. Huân giở chớp nhoáng một lượt, rồi nói bằng một giọng quyết tin: Thưa cô lâu lắm cũng chỉ một tuần là xong thôi ạ. À. Thưa cô con chép luôn, con biết ạ. À. Anh chép gì mà chép luôn? Thưa cô chưa còn đã chép quyển Sandrichty con biết. Phúc nghĩ nghĩ một phút rồi cười hỏi: Quyển ấy của Vân phải không? Thưa cô vâng ạ, à. và con còn chép nhiều sách nữa cơ ạ. À. Được rồi. Thế tôi cứ nhờ Huân nhé Vâng ạ Phúc lại phía bàn mở ngăn Lấy một tập giấy đưa cho Huân Anh chép vào đây cho tôi Huân cầm giấy khen ngay Thưa cô giấy trắng quá Giấy này ở hiệu bán những bốn hào Phải Rồi Phúc như chợt nhớ ra Lại đến bàn Mở ngăn lấy ra một tập vở Tôi còn ít vở không dùng đến Huân đem về mà viết Huân không dám nhận thoái thác thưa cô tuần trước cô thưởng cho con hai vở con đã dùng đến đâu hai vở nào thưa cô bài compassion france Sky. à anh nhất phải không vâng ạ phúc lại tủm tìm kỳ ấy vân nhì phải không thưa con không biết ạ đúng rồi tôi nhớ rồi phúc lại cầm mấy quyển vở huân cứ đem về mà dùng không dám từ chối nữa huân đành nhận con cảm ơn cô ạ Phúc lấy một tờ nhật trình đưa cho Huân Bảo gói mấy quyển vở lại và hỏi luôn Anh về thi cùng với các anh ấy chứ Huân đang vui vẻ bỗng sầm mặt Thưa cô không chắc con có thi Phúc ngạc nhiên Kìa sao lại không chắc Huân ngào ngán Thầy con không muốn cho con học nữa Thầy con bảo cho con về hòn gai tìm việc làm Vì có chú con làm ở đấy Sao anh còn học Thưa con còn đợi chú con trả lời thầy con bảo về học hà nội tốn lắm sau mấy lần gặp thầy anh không thấy thầy anh nói chuyện thầy con mới định cho con ra hòn gai làm một tuần lễ nay từ hôm chú con về chơi sao anh không nói với thầy anh cho anh học vài năm nữa có được không anh thôi bây giờ thì tiếc lắm anh thì thế nào cũng đỗ cố học lấy cái đíp lôm lúc ấy hãy đi làm có hơn không huân nghẹn ngào nhưng thưa cô thầy con bảo thầy anh sợ tốn à huấn lắc đầu thưa cô không ạ à. vì thầy con bảo lấy gì theo học như các anh ấy được nhà các anh ấy khá anh cứ thi mày xin được học phí biết đâu huấn ngập ngừng để con xin với thầy con đã phải cô nói với thầy anh xem anh bỏ học tôi tiếc lắm anh thi thế nào cũng đỗ mà một ngày chủ nhật phúc giả trời phố nhân thể mua một vài thứ cần dùng đến hiệu mụ tân thành nàng dừng lại. Một người ngoài 40 đang bôi dựa cao su vào miếng ly e vội đứng dậy. Chào cô ạ, xin giữ cô vào chơi. Rồi gọi vòng vào trong nhà. Huân, cô lại chơi. Huân đang ngồi lúi húi chép, bỏ bút chạy ra. Lại cô ạ. Phúc nhìn học trò cười. Huân không đi chơi à? Thưa cô, con đang chép. Phúc chợt nhớ gật gật. À, anh chép cho tôi. Vâng ạ. Phúc đặt gói hàng trên cái máy khâu hỏi bác hai Tôi nghe nói ông định cho cháu đi làm có phải không? Bác hai niềm nở Kéo ghế mời Phúc ngồi rồi xoa xoa tay Thưa cô vâng ạ Chú cháu làm ở hòn gai nhắn cháu ra tìm việc cho làm Tôi vừa nhận được thư hai hôm nay Định hết tháng này Sẽ lại xin phép cô cho cháu nghỉ Phúc nhìn huân tần ngần Tôi tưởng ông nên cho cháu học vài năm nữa Anh ấy học khá lắm đấy Nhất lớp đấy Anh ấy thi Tôi chắc thế nào cũng đỗ Bỏ nó phí đi Thả chậm lại vài năm còn hơn Bà khải nhành nhầu Thưa cô tôi cũng muốn cho cháu học ít lâu nữa Hiểm vì nhà cũng hơi bấn Thành thử Tôn kém là bao Bà khải trần thành Thưa cô chả dám giấu cô Giá nhờ rời tôi làm ăn được như trước Thì cũng cố cho cháu lấy vài ba năm Xong công việc lúc này cũng chả lấy gì làm phát đạt lắm Tôi tưởng ông bớt ra một tí thì được Mỗi tháng gửi về cho cháu đỡ hai chục thôi mà. Mày nếu lại xin được học phí thì không đến từng ấy đâu. Bà Khai nhằn nhó. Tôi đâu muốn thế. Thầy cháu nó chăm chỉ tôi bắt cháu thôi. Tôi cũng thương. Nhưng cái thể không đừng được. Làm thế nào? Học vài ba năm nữa. Đỗ được cái bằng thành chung. Lúc ấy đi làm cũng còn khá. Chứ bây giờ đi làm thì được bao nhiêu? Bà Khai chép miệng. Thưa cô kẻ đường đất thì thế đấy nhưng cái thế nhà cháu không kham được cô bảo biết làm thế nào phúc lắc đầu ra dáng tiếc ông nghĩ kỵ xem cháu học khá lắm thi kỳ này thế nào cũng đỗ cũng như tiền ông để dành ông chịu khó một chút ông ạ à. sau này cháu được cái bằng thành trung lúc bấy giờ đi làm còn khả chợ như tiền bỏ ống thôi mà phúc về nhà nàng bùi ngùi nghĩ đến huân nghĩ đến cậu học trò khá nhất lớp của nàng huân không được đi học nữa Huân đi làm rồi sẽ ra làm sao? À, nếu nàng không biết Huân đang ở một tình cảnh đáng thương thì chẳng kể. Sự Huân không được đi học nữa, phận Huân đã đành không khá mấy rồi. Vì Huân đi làm, cô lắm được một vài chục mỗi tháng chứ bao. Tiền ít một chút cũng chẳng sao, rời cho giàu có cũng vẫn có thể. Đời có nhiều chỗ rẽ, nó đưa con người từ ngõ hẻo lánh lên một phố lâu đài san sát là thường. Nhưng còn duyên, hẳn Huân phải thất vọng hay nói cho đúng tuyệt vọng. Vì một cậu ký mỏ, ai cho quyền được có một thiên kim tiểu thư? Thế là Huân và Vân lại đi vào con đường muôn ngả chứ gì? Thế nghĩa là Huân phải đành chia tay với người yêu ở nửa chừng đời. Xót xa, xót xa biết bao. Khi người ta vì tiền, vì địa vị không lấy được nhau. À, nếu Huân được theo học, nắm được trong tay một vài cái bảng cao cấp, thì ai cấm Huân cứ hỏi Vân. Cuộc đời của hai người không chắp cánh liền cành được. Chỉ vì không tương xứng về tiền Về địa vị thì ai oán thật Hợi ơi Khi người ta phải lìa nhau Chỉ bởi không có cái bám vào người cho khả thủ Trần gian có đáng đổi làm địa ngục hay không Địa ngục ấy đã làm chết bao nhiêu tâm hồn Đầy đọa bao nhiêu linh hồn Tùng của nàng chẳng đã ở cảnh ngộ chua sót này hay sao Phúc thấy đầu choáng váng Nàng gọi con sen lấy chậu nước rửa mặt Úp mặt vào làn nước Một giá lạnh bám vào da thịt chạy thẳng vào ruột gan làm cho mát rượi. Chất mát ấy làm nảy một ý nghĩ. Phúc rửa mặt xong, mọi người tùy. Phúc rửa mặt xong gọi người tùy phái. Bác cầm giấy này lại đưa cho ông Tân Thành và mời ông ta lại ngay tôi hỏi có chút việc cần. Người tùy phái đi rồi, Phúc lẳng lặng đi về phía tủ. Nàng dở tập thư xưa, đọc một cái, đọc cái nữa. Màu mực nhạt của bức thư làm cho nàng giật mình. Nàng nghĩ đến mối tình của mình trời ơi nếu bất hạnh lòng tùng lúc này cũng nhạt như màu mực thì nàng chết mất còn gì nàng sơ dĩ còn sống đến phút này là vì nghĩ đến cái ngày mai tốt đẹp tùng đem đến cho nàng bỗng nàng rơm rớm nước mắt bao giờ cũng thế tập thư xưa vẫn có mãnh lực làm cho nàng tê tái nhưng phút ảo não ấy qua ngay nàng lại tự trách sao lại đi nghi kỵ một thứ không thể nghi kỵ là tấm lòng của tùng tấm lòng không thể biến suy của tùng tức thì nàng hối ngay hối vì đã phạm vào một cái gì thiêng liêng của lòng mình người tùy phái lên báo tin ông hai đến phúc xếp vội thư bỏ vào hộp rồi xuống bác hai vái nàng khiêm tốn thưa cô cô cho gọi tôi vâng tôi muốn thưa với ông một chuyện bác hai ngẩn mặt bẩm lành hay dữ thói quen nói câu ấy đã làm cho bác hai nói xong thẹn bèn chữa thưa cô việc gì đấy ạ à? phúc mỉm cười kéo ghế Việc lành đấy ông ạ. À. Ông cứ ngồi chơi đã, rồi tôi sẽ thưa. Nàng quay gọi người tùy phái. Bác bảo sen nó lấy bộ ấm chén của tôi trên gác và pha cho tôi một ấm trà thủy tiên. Sự trân trọng ấy làm cho bác hài sung sướng. Bác nhìn cô giáo của con bác một cái nhìn tạ ơn. Thưa cô, cô mua được trà thủy tiên của chú Vinh Sương Hẳn thôi. Phúc đợi khay chén con sen đưa dịu sàng. Không, đây là trà của cụ tôi gửi cho. Bác hài khép nép. Bẩm của cụ lớn tôi Phải ạ à? Bẩm quỳ hóa quá Ngoài móng cái này thì làm gì có chè tốt cô sơi được Phúc cười nhún nhặn Tôi cũng ít khi dùng chè Tôi thích uống nước vối Không háo lại dễ tiêu Bác Hải ngước mặt tỏ sự ngạc nhiên Cô lại dùng nước vối à Vâng, quanh năm tôi chỉ uống nước vối Thỉnh thoảng có các ông các bà ấy lại chơi Tôi mới nhân thể nhấm nháp tí nước chè Cầu các ông các bà ấy Bác Hải biết ngay cô giáo muốn nói những cha mẹ học trò. Mà cha mẹ học trò là những ai? Bác biết cả rồi. Giặt những ông tai to mặt nhớn. Chỉ có mình bác là soàng dĩnh thôi. Bỗng bác thấy cô giáo của con bác tử tế quá. Cô giáo của con bác không khinh người. Cô giáo của con bác quý hóa quá. Cho đến lúc bác giơ hai tay đợi chén nước hương thủy tiên thơm ngào ngạt. Bác mới cảm thấy sâu xa cô giáo tử tế. Cô quý người. Không thế sao cô giáo có mời mình một cách long trọng như thế này bác sừng nhớ đến lời ca tụng của con bác thảm nào huần con bác coi cô giáo như thần như thánh hơi một tí là cô giáo con giỏi cô giáo con nhân đức cô giáo con hiền lành cô giáo con cho thảm nào có khi hai tháng bác mới đóng tiền học cho con mà cũng chẳng thấy cô giáo dục chẳng bù ông giáo trước mới chậm có mấy ngày đã sai long tong đến tận nhà thúc tiền hờ ra dạ còn bác khen cô giáo nó cũng có lý thực, cái lý ấy bây giờ bác đã rõ, lại rõ hơn ai hết. khi cô giáo của con bác trịnh trọng thưa gửi với bác như tiếp những người sang trọng. bây giờ bác mới nhìn phúc từ đầu đến chân, nhưng nhìn một cách lễ phép, thoáng thôi. bác thấy cô giáo không ăn mặc loè loè tí nào. cô giáo hẳn phải giàu vì là cô giáo, là con quan, thế mà không nay áo này mai áo khác, cô chỉ mặc có cái áo nhiễu đen hoa cúc hôm nào cũng như hôm nào. Thế là bác lại kính phục cô giáo thêm một từng nữa. Bác nhầm nháp chén trà để thưởng vị. Bác chưa cạn nửa chén. Phúc đã niềm nở cầm chén tống trực truyền nữa. Bác rụt rè. Thưa cô tôi còn. Xin cô. Phúc dừng tay, nói bằng một giọng thân mật. Thứ thân mật nghiêm trang. Nó làm cho người nghe vừa hời lòng vừa kính cần. Tôi sở dĩ muốn thưa với ông một chuyện. Là vì ban nãy được ông cho biết. Ông định cho cháu thôi học Sự thiền nghĩ khiến bác hai trột xạ Bác tưởng cô giáo sợ mất một đứa học trò Trong một tháng hè Liền đáp ngay Thưa cô tôi cũng còn cho cháu học hết hè Biết ý bác phúc cười Nàng vẫn nhẹ nhàng Vâng tôi hiểu Là tôi muốn ông cho cháu về học Hà Nội cơ chứ Học đây thì kể gì Bác hai toát mồ hôi Không phải chén nước nóng có hiệu quả Làm toát ra thịt bác Bác xấu hổ vì đã nghĩ nhầm rồi bác lúng túng Thưa cô, cô dạy thế nào? Tôi mong ông sẽ cho cháu về Hà Nội thi Nếu nó được vào Ông cố cho cháu học thêm vài năm Thở vào một cái để chút bớt sượng sùng Bác hai đạt chén Cô dạy thế cũng phải Nhưng tôi cũng không được dư giật lắm Chỉ sợ cháu đang học mà hết lương Thành ra lại dở dang Ông bớt tiêu một chút Hình như sợ chạm đến tự ái của người bố Nên nói xong nàng lại vội xin lỗi ngay vì tôi quý ông và mến cháu nên mới dám đường đột nói với ông như thế ông miễn thứ cho tức thời bác hai đỏ mặt bác vội vàng chắp tay Dạ cô có lòng thương cô biết cô cứ dạy vì cô thương cháu nên gạt ngay những đo đán chấp nê nàng đi thẳng ngay vào việc ông ạ à, nếu ông cho phép tôi xin thưa với ông điều này bác hai luống cuống xin cô cứ dạy tôi thấy cháu học được mà ông lại không tiện cho cháu theo học tôi sợ cháu bỏ nó phí đi trẻ thông minh hiếm lắm tôi chắc cháu được học nó làm nên đấy ông ạ à. vậy tôi xin ông vui lòng để tôi gửi cháu ở một nhà bạn tôi bạn tôi quý tôi lắm tôi để cháu ở đấy không tốn kém gì đến ông còn học phí tôi sẽ xin nhà nước cho cháu như thế trong 4 năm ông không phải lo tiền nong cho cháu như giấy cót đồng hồ bị tuột bác hai bật dậy bác chắp hai tay vào ngực Thưa cô tôi không dám phiền cô Nàng bảo bác hai ngồi xuống Chỗ bà con tôi cứ nói thế này ông rõ Ông sinh ra cháu Tôi là thầy cháu Ông có công đẻ Tôi có công dạy Chẳng lẽ thấy cháu học được lại không cho nó theo đuổi Như thế không đành tâm Tôi nhờ rời cũng thừa tiêu Ông cho phép tôi làm việc này thì tôi sung sướng lắm Tôi biết ông cũng không tiếc cho cháu Xong nhà phải tiêu nhiều mà ông thì Bác hai đón ngay Vâng, tôi không được phong lưu lắm Nên mới đành bắt cháu đi làm sớm Vậy ông đừng nghĩ ngợi xa xôi gì Ông cứ cho quyền tôi trông nom cháu Nếu nó thi được kỳ này Tôi khắc lo liệu cho cháu đủ Rồi nàng chuyên thêm nước vào chén xoay xoa Cháu thông minh lắm ông ạ à? Kỳ thi tiểu học vừa rồi Có mình nó làm đúng hai tính Dạ cũng là nhờ ơn cô Cái đó đã đành Xong đứa nó sáng nó học một biết mười Bác hai còn từ chối một hai câu Xong sự chân thành của Phúc Khiến bác đành phải nhận Vâng Tôi thế cũng là không phải Để cháu ra lại không chu cấp được cho cháu Tôi xấu hổ lắm Vâng Cô đã có lòng thương tôi xin vâng Ông đừng nghĩ ngợi gì Tôi quý cháu lắm Sau này nó học hành được Làm nên ông nọ bà kia Tôi cũng có phận nhờ cơ mà Tôi có thiệt đâu Câu nói hời hà ấy như cái gậy làm cho bánh xe ngựa ngập của bác hai đang xoay tít đứng ngay lại bác chạp tay vái phúc sau này cháu kiếm được cơm ăn tôi xin ghi nhớ ơn cô không biết đến bao giờ chính tôi phải ơn ông mới phải vì ông cho phép tôi làm việc này nhưng thưa cô cháu có thi được mới nói chuyện chưa ạ phúc cười nở nang vâng là ta cứ lo trước thì vừa cầu thờ bất hủ thì không ngậm ớt thế mà cay vẫn đúng cho đến bây giờ. Thi cử phải chăng là vấn đề số phận? Câu học tài thi phận rất đúng cho Huân. Huân, người học trò giỏi nhất lớp của trường Nguyễn Thị Phúc, trượt kỳ thi vào bưởi. Mà kỳ, cả năm luận không bài nào đủ điểm, nghịch như quỷ sứ lại trúng tuyển. Số phận, may rủi, mụ cao áo dài, hay khô sách áo ôm, chỉ là vấn đề số phận. Ai đã từng một vài fan lều chiếu, hẳn phải hiểu có khi chỉ thiếu một nốt, cả cuộc đời từ vàng xuống đất thó, từ ngựa xuống đi chân. À, nếu không thiếu một điểm trong một kỳ thi, chàng thư ký nhà buôn hôm nay đã là ông tham hạng ba hạng nhì. Rồi đường mây chưa biết chừng lên đến đâu nếu gặp thầy gặp thợ. Suốt đời không được dùng quạt điện, không được đội cái mũ trên 10 đồng, không ở ngôi nhà vài ba chục đồng mỗi tháng, không được đi đôi giày lành bao giờ. Biết đâu chỉ vì thiếu một nốt ở một năm mươi năm trước. Thi, thi, thi. Phút cân phúc tội Nếu như đỗ là phúc mà trượt là tội Mỗi năm cứ đến mùa thi Là các báo lại đăng tin cậu ích bỏ nhà Cậu y mất tích Chỉ kẻ làm trai gần như sống mái Ở lúc lọt được vào kỳ vấn đáp Phải chót lọt luôn Những chữ hồ thì, tang bồng Bị người ta chế diễu Bị người ta coi là những chữ gán cho bọn phường tuồng Vì thế kỷ 20 này Sự học hành không còn là lợi khí Để kẻ trai thi thố tài năng chi khí nữa Học để đỗ Đỗ để chiếm một chỗ để có tiền. Thế thôi. 90% huyết quản thanh niên bị ngâm vào đá, lạnh ngát và đóng băng. Lỡ một kỳ thi, trượt một khóa là y như coi cả một đời bị hủy hoại. Huân cũng không tránh nổi những di chuyển ấy. Từ hôm không trúng tuyển kỳ thi vào bưởi, Huân đi biệt không về nữa. Đã hơn một tháng, Huân không về cái đất móng cái cũ. Huân gửi cho bố một lá thư. Lá thư ấy hôm nay bác hai, mặt thất sắc, đem lại cho cô giáo xem. Phúc đọc xong chép miệng. Sao cháu dại dột thế ông nhỉ? Không đỗ thì thôi, học từ cũng được có sao? Chỉ sợ không có trí. Bác Hải nhằn nhó. Thế mới khổ thân tôi chứ. Tôi ngờ đâu cháu lại dạy dột thế. Phúc đặt lá thư của bác hai đưa hỏi. Hay cháu ở chơi nhà ai trên ấy? Bác Hải nghĩ một lát đáp. Tôi chẳng có họ hàng làng mạc gì trên ấy. Như thế tất nhiên cháu cũng chẳng quen ai. Vâng, Cháu ở đất móng cái này với tôi từ năm lên sáu thưa cô Ông nghĩ kỹ xem Thưa cô kỹ đi ạ à. Đến tôi còn chẳng quen ai trên ấy nữa là cháu Thế cháu đi đâu? Lạ nhỉ Tôi chỉ sợ cháu nó quá trí Nó làm sao thì chết tôi Nói xong Bác hai rơm rớm nước mắt Phúc vội an ủi ngay Không, có đâu cháu lại quần đến thế Ngừng lại một lát nàng tiếp Hay cháu sợ không dám về thưa cô tôi có làm gì cháu đâu tôi đã dặn cháu cẩn thận không đỗ phải về ngay cho tôi biết tin hay cháu theo chúng bạn đi đâu tôi cũng không được biết ạ à. sự lo lắng của ba khai làm cho phúc cũng bối rối bối rối vì nàng biết hơn ai hết ngoài sự buồn vì không được vào học huân còn có mối buồn khác mà nỗi buồn này thì ghê lắm nặng hơn tất cả mọi sự ở trần gian nỗi buồn duyên phận biết đâu trong một phút thất vọng thất vọng đúng rồi Huân chẳng đã. Không, không có lẽ. Cái chán cao ấy, con mắt sáng quắc ấy, không phải là đứa ngu. Không, không thể. Cùng lắm thì đến đi biệt tam là cùng, đầu đến nỗi. Hay Huân xấu hổ với Vân, vì nàng được vào trường Đồng Khánh. Không, không phải vấn đề xấu hổ. Ông cứ để tôi viết cho cô Vân cậu kỳ, tôi hỏi thăm tin cháu cho ông. Cháu nó ở Hà Nội, thế nào chúng nó chả gặp? Bà khai thở dài, Thưa cô cháu dại dột thật Nó không đỗ là tại phận nó nó cứ về Rồi tôi kiếm công tìm việc cho nó Việc gì nó lại bỏ nhà thế Phục an ủi Ông đừng lo Tôi sẽ tìm thấy cháu cho ông cái nghề trẻ con hay thẹn Thì không đỗ là Ba khai mặt ỉu như tàu lá héo Nhà tôi có mình cháu Nếu nó quá nghe người ta Nó thì khổ thân tôi biết chừng nào Phục giờ tay ngăn Không Đời nào nói chơi nhà bạn bè nào đấy thôi ông cứ yên tâm thế nào tôi cũng bắt cháu về cho ông phúc về hà nội thấy mặt cháu ông giáo hớn hở học trò cô về thi tưởng được gặp cô thế mà biền biệt ngày nào cũng đợi ngày nào cũng mong chả thấy tâm hơi sao cô không về thưa chú cháu định về nhưng lại bận không về được cháu xin lỗi chú đáng lẽ cháu báo tin để chú khỏi mong mới phải ông giáo nhìn nàng một cái nhìn sâu thẳm Thế nào, độ này cháu khá không? Phúc hiểu ngay chú muốn hỏi thăm bệnh trạng mình, nàng tử tốn. Bẩm chú làm việc cũng vui ạ." À. Cười ồ, ông giáo chỉ tập bài đang chấm sở. "Ừ, thì giờ đâu nghĩ ngợi mà chẳng vui. Cứ những tập bài dày hàng kilo thế kia mà chấm thì muốn buồn cũng không được." Phúc mỉm cười yên lặng, ông giáo lại hỏi tiếp. "À thế nào, thi vào bưởi có cô nào được không đấy?" thưa chú cháu có sáu cậu một cô thì hỏng bốn thế cũng còn khá vỏ chuối cả thì cô giáo mang tiếng chết học tài thi phận ạ à. ấy cứ bảo thế nhưng cha mẹ học trò bao giờ chịu nhận cái lẽ thiền cận ấy có khi họ đỗ cũng chả phải tại mình chăm quá họ trượt cũng chả tại mình lười quá thế mà cứ trượt là oán thầy có đưa không đỗ bố mẹ đâm thù là khác thưa chú lại thế nữa kia ạ ồ chị mới nhập vào học giới chị chưa hiểu những cái éo le của nó đây tôi cứ thuật một chuyện con con về sự thể ông thầy cho cô biết phúc mỉm cười chăm chú nghe ông bích bạn tôi làm giáo học thi sai bổ về một làng thuộc huyện ân thi một hôm không biết cao hứng thế nào ông ta lại cho trẻ con học recitation bài ca tứ đổ tường thế là mấy hôm sau bố mẹ cha chú học trò lần lượt kéo đến trách đông như rươi kẻ trách sao thầy nỡ rỉa rách tôi tôi rượu chè thì đã thiếu lễ thiếu tết thầy kỳ nào kẻ trách ông chả nên thế, quốc lệ dân tục. Chúng tôi xuân đánh giam ba ván tổ tôm có làm sao? Chúng tôi đánh bạc nếu thua cũng chẳng bán cửa bán nhà thiên hạ cơ mà. Kẻ phàn nàn thầy đừng mói móc việc cửa việc nhà của ai. Họ hai ba vợ thì mặc họ. Lại có cả một ông môi đen như mổ hóng, người mỏng như cái đóm. Thở trả ra hơi cũng than thở, chỉ vì đua anh đua em đến nỗi nghiện ngập. Để bây giờ phải nghe cháu nói chửi xa xa suốt cả buổi sáng. Những người nghiện ngập bê tha, bán cửa bán nhà, bán cả ruộng nương. Nói đến đây ông giáo phỉ cười. Đấy, cô đã thấy rắc rối chưa? Chỉ vì có một bài học thuộc lòng, gian không nên cờ bạc rượu chè hút sách sai gái mà đi nội thế đấy. Họ cho là thầy muốn bình phẩm họ, ghê chưa? Phục nhằn nhó. Cháu mà thế thì cháu vỡ đầu mất. Ông giáo tròn xoay mắt. Cũng chẳng vỡ đầu được, đi nước Lào ăn mắm ngoé. Ông bạn tôi chỉ đành ngậm ngùi, và cho đấy là những lẽ dĩ nhiên của nghề. Có người ơn thì có người oán. Cháu thật không từng trải những điều ấy. Ông giáo chỉ vào cái ảnh chụp chung tất cả mấy chục bạn đồng nghiệp. Đấy cô xem, từng kia người, bao nhiêu từng trải về nghề. Đấu nhau lại mà kể, lại không được một quyền tự vị à. Phúc cười. Cháu cũng dạy học, nhưng chả thấy khó khăn gì cả. Miễn mình hết bổn phận. À, cô mới nhập tịch cô tưởng thế, nếu cô thử như chúng tôi xem Một vạn cái khó khăn đến ngay Nói gì nhiều Cứ mỗi kỳ thi đến là lo sốt vó Nói đâu xa Ngay như tôi Kỳ thi tháng 6 vừa rồi Lớp có 28 cái đầu Học giỏi có tiếng ở Hà Nội Thỉnh thoảng ám tả tôi lại chấm lấy Không cậu nào đến 3 phút bao giờ Tính thì lại càng khá lắm ấy thêm mà chỉ vẹn vẹn có một cậu đỗ có chết người không Trông thấy ông đốc mà ngượng cả mặt Thưa chú kỳ vừa rồi khó ạ à nhưng ai biết cái khó ấy cho mình các ông ra đầu bài sinh trí một tí là mình chết vâng nhiều năm khó quá cháu còn nhớ năm cháu đi thi có cái problem về mơ có cái problem về mơ lên cả lớp cháu hỏng cả cô giáo cháu cũng không làm được ấy đại khái thế vâng kể thế cũng nguy thật học trò độ ít thầy cũng ngượng thế nào ấy cô cứ xem như cô giá kỳ thi vào vừa rồi không được đứa nào trúng tuyển cô lại chả không dám ra đường nữa ấy à phúc cười thẹn thùng đúng đấy ạ à. câu chuyện về nghề nghiệp tàn ông giáo liền nhóm ngọn lửa tâm sự à thế nào có cái gì khác không phúc hiểu ý nàng chép miệng thưa chú từ độ ấy vẫn thế nghĩa là không có tin tức gì mới chứ gì vâng nhìn ra ngoài cửa sổ một cái nhìn xa xôi ông sờ sờ tay trên bàn tìm bao diêm nó thế mà khá đấy Mấy năm rời đảng đắng Rồi gật gù Chắc lắm lúc lòng nhớ quê hương cũng rộn lên Nhưng vì trí nguyện Đành phải nén lòng Và ông ngồi ngồi Chú chắc người ấy rồi rời không phụ đâu Chẳng chóng thì trời Người ấy cũng đem cái ngày mai sán lạn về cho cháu Cháu có tin thế không? Thưa chú có chứ ạ à? Cháu tin chứ ạ à? à thế thì những lúc cô phòng trích ảnh Cũng chẳng nên oán thán Phúc đang giàu giàu vội cười ngay Thưa chú, cháu hiểu ạ, à. không bao giờ cháu dám oán thán. Phải thế chứ, con người lớn khi đã gắn ghi với nhau, một đời không rời đổi. Chú tin như tin mặt trời đang chiêu sáng quả đất, không phút nào nó lãng quên cháu đâu. Vâng, cháu tin như thế, chân thành tin như thế. Ngừng nhìn đồng hồ hơn 10 giờ, Phúc vội vàng xin phép ra phố. Ông giáo ngăn. Cháu ở nhà ăn cơm đã, rồi đi đâu hãy đi. Cháu phải đi có chút việc cần lắm chú ạ. À. Chú cho cháu đi đã Phúc thuê xe lên quan thánh Lúc ấy chưa đến giờ tan học Nàng đi thơ thần trên con đường cổ ngư Lâu lắm nàng mới về Hà Nội nên bỡ ngỡ Nàng nhìn cảnh vật tất cả đều như bỡ ngỡ với nàng Nàng nhớ đến những bài thơ người ta vịnh Hồ Tây, Hồ Trúc Bạch Nàng nhớ đến một buổi nào Tùng bảo nàng Tùng thuê cái chiếu ngủ một đêm ở đây Bỗng lòng nao lên Nàng nhìn ngôi chùa xa xa ở giữa hồ thở dài Kỳ vừa toan nhảy lên xe đạp bị một tiếng gọi giật kỳ trông thấy cô giáo kỳ mừng quá chạy tắp lại lại cô ạ à, cô lên bao giờ tôi vừa lên cô lên có việc gì ạ à? có chút việc cậu con cũng vừa lên hôm qua thế à có lẽ đi tàu Sakri nên tôi không gặp bao giờ cô về ạ à? vài hôm à thế nào học có khó không kỳ cười thưa cô không Bài làm lại dễ hơn ở nhà. Cố lên nhé, đừng đội sổ như ở nhà thì tôi mang tiếng đấy. Cậu nói trên ấy gợi chất gì ở đỏ đỏ lên ở má cậu học trò nghỉ có tiếng ở móng cái. Tôi lúc nào cũng có con quay to gần bằng cái chén tống. Thế nào, có đem con quay lên đấy không? Thưa cô, không ạ. À, trên này chơi quay người ta cười cho. Ừ, ai lại học cô le còn chơi quay? Đi đến nhà máy gạch, Phúc Bèn hỏi cái điều nàng cần hỏi tôi muốn tìm anh huân quá có việc cần anh có gặp anh ấy đâu không kỳ dừng xe nghĩ một lát thưa cô con không biết anh ấy ở đâu ạ à? rồi suy xoa hoài của anh ấy giỏi thế mà trượt giá anh ấy cũng đỗ có phải cùng học với con không chẳng có ai cùng tỉnh là bạn học buồn quá cô ạ Tình cờ câu nói ấy hát vào lòng nàng một nỗi buồn mênh mang anh không gặp anh ấy lần nào à gặp à thưa cô con có gặp phúc mừng hiện lên mặt kỳ gặp ở đâu thưa cô con gặp ở đường như cái diều bị cuộn dây nàng thỉu ngay gặp ở đường à vâng anh ấy có bảo kỳ anh ấy ở đâu không không ạ à? tắt tắt cái diêm ẩm không làm nên chuyện nàng thở dài anh ấy bỏ nhà từ độ thi có về đâu kỳ tròn miệng thưa cô thế ạ à? phải bỗng kỳ giơ tay chỉ về phía trước mặt hôm nọ mưa con không đi xe con đi tàu con gặp anh ở bờ hồ anh ấy mặc cái áo vải xanh cái quần trắng đội cái mũ vết dầu nham nhuốc hình như anh ấy học thợ máy cái đóm tưởng bị gió tạt lại đứng ngọn thì anh ấy có nói chuyện gì với kỳ không anh ấy vỗ vào cái cặp của con và bảo sáng hôm thi anh ấy đừng bị lú lấp bỏ quên mấy phút có phải bây giờ được học bưởi với con rồi không kỳ trong anh ấy thế nào con thấy anh ấy buồn lắm ạ anh ấy có nói gì nữa không không ạ à, vì tàu đỗ ở chỗ hàng giấy anh ấy xuống anh ấy đi về hàng đậu cô cứ đi đây rồi con chỉ chỗ anh ấy sẽ cho cô nói xong kỳ cúi rút cái cặp ở ống quần phúc bảo ngay thôi kỳ về đi kẻo nhà mong để con đưa cô đến đấy thôi biết đâu mà tìm kỳ về đi tôi còn đi nhiều việc kỳ đành chào cô lên xe nhưng đạp được một quãng kỳ quay lại thưa cô bao giờ cô về vài hôm nữa cô lên đây ở nhà ai ạ à? ở nhà chú tôi ở đâu ạ à? để tối con lại chơi ừ tối kỳ có dỗi lại chơi với cô một tí nhé có xin phép nhà được không được ạ à. tôi ở hàng bè số nhà kỳ rút quyển sổ bé bằng bàn tay rút bút máy ghi số nhà phúc cười cười cậu học trò có tiếng đâm tung bỏ vãi của nàng bây giờ lại cẩn thận thế nhớn rồi có khác kỳ cẩn thận nhỉ chữ nhớn đây nàng dùng trong nghĩa học bưởi rồi có khác vì thực ra kỳ mới xa nàng có vài tháng thưa cô học đây không thế không được ạ à, quên ngay ngày trước tôi bảo anh mãi phải có một quyền sổ nốt anh có nghe đâu bây giờ không nghe cũng không được kỳ cười lên xe đi ngay tối có lại hầu chuyện với cô Kỳ đi khỏi Phúc gọi một cái xe Nàng mặc cả về hàng đầu Nàng đỗ trước một hàng chữa xe ô tô Không rủ xe nàng vào hỏi Thưa ông tôi hỏi thăm ông một tị Tôi có đưa em tên là Huân Nó có ở với ông không ạ Cả bọn thợ ngừng tay ngừng nhìn Phúc Họ khúc khích cười Không có ai là Huân cả Một bác đấm vào lưng bạn nói trêu Chỉ có thằng này tên nó là Huân thôi Phúc lại đi Nàng qua các nhà khác Chỗ nào nàng thấy ra vẻ máy móc là nàng đứng lại hỏi Đến cái nhà cuối cùng Phúc vừa cất tiếng hỏi Thì một cái xác Thì một cái xác người đang nằm dưới gầm ô tô Mình những dầu là dầu Đen thui thủi chui xa Thưa cô con đây ạ Phúc mừng quá đâm hoàng Nàng nhìn Huân Mặt loang lổ với dầu mỡ Hai tay như vừa chát vào nhọn nồi Tôi lên tìm anh từ hôm qua Huân ngây người nhìn cô giáo Rồi cúi đầu bác thợ ý chừng là đàn anh trong đám ấy mời ngay mời bà vào chơi trong này đã vâng cảm ơn ông ông cho phép tôi đứng đây một tí tôi còn phải đi sao cô biết con ở đây tôi không biết rõ nghe anh kỳ nói chuyện hôm nọ gặp anh huân chớp chớp mắt để nhớ lại à vâng hôm nọ con lên phố lúc về gặp anh ấy đi học phúc xin phép người thợ đứng đấy tôi xin phép ông đi nói chuyện với cậu ấy một lát có được không ạ vâng, xin bà cứ tự nhiên. huân quay nói nhỏ với người thợ, rồi bảo cô giáo: con vào thay áo, cô đợi con một tị. ra khỏi cửa đừng mấy bước, phúc nhẹ nhàng hỏi: huân đến nhà ấy từ bao giờ? ngước mắt nhìn cô giáo một cái nhìn nghẹn ngào: mới được độ nửa tháng thôi ạ. À? ai đưa huân đến đấy? bác tài quế quen con. anh định học chữa máy à? vâng. sao anh không cho thầy anh biết? thưa cô hôm qua con vừa gửi thư cho thầy con và cho cô phúc ngậm ngùi sao anh không về qua nhà đã rồi muốn làm gì thì làm có được không để thầy anh lo sợ huân nước mắt sản rùa thưa cô con cũng biết thế là không phải xong con sợ vì xin phép thầy con không cho thầy con bắt con về làm ở hòn gai thì con buồn chết mất phúc hiểu cái buồn của học trò nàng nàng hiểu bởi đời nàng đã bao nhiêu lần buồn như thế huân lại tiếp còn sợ phải về hòn gai làm nếu ở lì trên này về hòn gai thì con chịu thế nào được anh có gặp chị vân không vân đỗ ở đồng khánh đấy mà đang buồn thiêu bỗng huân định thần ngay thưa cô không ạ à? sự thay đổi nhanh chóng ấy phúc hiểu nàng hiểu huân không muốn ai biết chuyện của mình từ hôm thi đến giờ anh có gặp chị vân lần nào không thưa cô không ạ à? nghe huân đáp nàng tin ngay vì chính khi trước Tùng biết nàng học ở Hà Nội đến 2 năm Mà cũng không lai vãng cơ mà Bỗng nhìn Huân ái ngại Anh định học thợ máy à? Thưa cô, vâng Phúc nín lặng, nàng nghĩ một lát rồi hỏi Sao anh không học nữa có được không? Huân chán nản Thưa cô, con không muốn học nữa ạ Phúc không muốn hỏi vì cớ gì Vì nàng đã biết rồi Cái cảnh túng thiếu của gia đình không cho phép Huân nghĩ đến sự học Giá anh được học nữa thì hơn Huân đưa tay hất tóc rũ xuống chán, cử chỉ ấy ngầm chứa một phần uất. Thừa cô học nữa cũng đến thế thôi ạ. À? Thả con làm thợ còn hơn. Tàn vỡ đã như cái ngòi của nó trong câu huân nói. Phúc hiểu, hiểu tại sao huân bảo học nữa cũng thế thôi. Phải, làm anh thợ máy hay thầy ký thì cũng thế. Một xu hay một hào cũng không đủ mua tấm lụa cơ mà. Biết đâu anh cố học, sau này chẳng làm nên. Huân lại càng ngao ngán. Thưa cô, thôi ạ, à, học giam 3 năm nữa, rồi cũng đến đi làm thôi chứ làm gì? Biết đâu. Phúc đưa Huân đến nhà ông giáo, Huân cùng ăn cơm với nàng. Cơm xong, nàng lại rủ Huân ra ngoài phố, đi thẳng về phía bờ hồ. Hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện. Bằng một giọng tha thiết, Phúc khuyên nhủ Huân, khuyên Huân nên trở về cho bố mẹ yên lòng. Khuyên Huân nên học nữa. Khuyên, nàng khuyên nhiều lắm, để kết thúc bằng một thứ tiếng nước mắt. Anh Huân, anh nên nghe tôi. Người ta ở đời chỉ trừ khi nào không thể được mới bỏ lỡ cơ hội. Chẳng gì khó cho một người có trí. Câu cửa miệng rất thường. Có trí thì nên đúng đấy, anh nghe chưa? Nhiều điều mình tưởng không bao giờ đạt được. Nhiều nguyện vọng, mình tưởng như ở trời mây biển nước nào. ấy thế mà chỉ một cái cựa mình của tình thế. Một sự xoay hướng của số mệnh là trời liền. Nước cũng gọn lòn trong lòng bàn tay. Nói xong, nàng áp tận mặt gặng anh có hiểu tôi nói gì không? Huân gật đầu. Con hiểu. Người ta ở đời còn nên hiểu lẽ này nữa. Tùy tôi nói ra nó tầm thường thật đấy. Nhưng hiểu nó trong xương tủy mình cũng không phải dễ. Ấy là phải cố ngoi ngóp đe hoàn cảnh. Hoàn cảnh không cho phép. Mình phải ép xác Cắn răng đạp phăng cái xích nó xích mình. Tạo nên hoàn cảnh. Sự ủ rũ không phải là phương pháp để thực hành nguyện vọng. Anh muốn hái bông hoa hồng. Phải. Anh không được phép nhăn mặt khi thấy gai bám đầy cành anh phải tìm cách lấy cho bằng được bông hoa anh đừng sợ gai nhưng anh cũng đừng đưa tay vào gai anh phải tìm thiên phương bay kế hái được bông hoa ấy cùng lắm hãy để cho gai đâm vào tay tránh không được hãy chịu nhưng chịu một cách can đảm vì được một cái nhớn thiệt cái nhỏ có nghĩa gì anh nên vì cái nhớn của đời anh bỏ những điều thắc mắc vô nghĩa đi nếu anh thấy đời anh cần phải được một cái gì anh hãy cố công cùng sức trần lực ra để giật cho được cái ấy anh nên nhớ không có cái gì ở đời này cao quá không với được chỉ sợ anh không chịu mất công thôi phúc nói nàng nói với tất cả năng lực của lòng quyết thắng để lung lạc hơn bao giờ cũng thế lòng muốn là một thứ gì còn hơn sóng cồn nhất là lòng mong muốn mở lối cho một người đến cửa hạnh phúc lại càng là thứ gì mạnh mẽ lắm sau một hơi dẫn dụ huân đã nghe ra huân cúi đầu để giấu những giọt nước mắt đang rơi xuống cằm Phúc lại nèn thêm cho chặt bó Nàng chỉ một người mù đang giao phá xa bên kia đường Huân thử suy nghĩ xem Tại sao người bán lạc giang mù lòa kia phải vật lộn Chắc vì người ấy muốn níu lấy cái sống Sống, mù lòa cũng vẫn phải đầu hôm ban sớm Chiến đấu với mưu sinh để sống Nào người ấy hưởng được gì nào Mù lòa, người ấy không nhìn thấy những cảnh sán lạ như chúng ta Không được cái vui muốn đi ngang đi dọc như chúng ta Ơi, thế là người ấy vẫn phải lo lắng vẫn phải dầm mưa dãi nắng người ấy chỉ có một đời ở trần gian để hưởng bệnh tật lại bóp chết hai con mắt nó là cái cửa cho loài người nhập vào cõi phúc hạnh sao người ấy vẫn sống chỉ bởi sự sống là một thứ gì quan thiết lắm cho bất cứ một sinh vật nào vậy tôi muốn anh hãy coi hy vọng của anh bây giờ là sự sống của anh không có không thể được huân như kẻ lạc hồn lầm bầm còn có hy vọng gì đâu phúc khẽ nhìn huân lòng rộn lên một thương xót nhưng không muốn chạm mãi vào chỗ đút nút của cái thùng nàng hỏi làng một câu anh có cho lời tôi nói là phải không thưa cô phải anh có nghe theo tôi không câu hỏi ấy phúc phải nhắc lại hai ba lần huân mới cất tiếng thưa cô thầy con không thể cho con theo học tôi đã bảo huân đừng lo tôi có thể gửi huân một nơi huân cứ việc theo học cho đến khi nào không thể học được nữa thì thôi nhưng con sợ phiền cô không anh đừng sợ phiền gì tôi, chính tôi phải chịu ơn anh về chỗ ấy." Rồi không hiểu vì lẽ gì, bỗng Phúc đổi giọng, nàng nghẹn ngào. "Có lẽ anh nên nghe theo tôi, để cho tôi có chỗ an ủi. Vì thật ra, nếu tôi được có anh bên cạnh đời tôi, tôi cũng khuây khỏa được đôi chút." Huân ngạc nhiên, ngẩng mặt nhìn cô giáo một cái nhìn hãi hùng. "Chính ra, Huân muốn hỏi cái cớ buồn cô giáo vừa nói, nhưng lại thôi. Huân chỉ thở dài, cô đã thương con, con xin vâng lời cô. Bác hai thấy con về mừng rỡ, Phúc sợ Huân bị bố đánh, phải đến để can. Nhưng không, bác hai không đánh con, bác còn mừng tíu tít. Phúc nói ngay. Tôi gặp cháu ở Hà Nội, tôi bắt cháu về xin lỗi ông, ông cũng tha cho cháu. Bác hai chắp tay vái lia lịa. Cảm ơn cô, cô thương tôi và cháu nhiều quá, biết lấy gì trả ơn cô. Phúc sờ tay ngàn, Tôi vừa đi về mệt Không ở hầu chuyện ông lâu được Vậy tôi xin thưa ngay Cháu ở chơi nhà ít hôm Rồi tôi sẽ xin phép ông gửi cháu lên Hà Nội học Cũng như tôi nói với ông dạo trước Ông không phải lo gì về học phí Và sự ăn ở của cháu trên Hà Nội Tôi sẽ giúp cháu học đến lúc đỗ thành trung Mấy người thợ bạn đều ngừng nhìn Phúc Bác hai luống cuống không nói được rành rọt Xin cảm ơn cô Cô thương Phúc cáo tử ra về Bác hai vào Huân theo ra tận cửa vái dài. Phúc nắm tay Huân, phủi phủi bên lấm ở áo ân cần. Huân ở nhà chơi mấy hôm, rồi hôm nào gần đi cô báo trước nhé. Thưa cô, vâng ạ. Phúc về nhà, nàng vừa đặt chân qua bờ cửa, người tùy phái đã nói ngay. Thưa cô, có cái thư gửi cho cô từ hôm qua. Đâu, bác lấy cho tôi. Phúc cầm thư, nàng giật mình vì nét chữ giống hệt tùng. Nàng quay vội xem phía sau Rõ ràng giấu nhà dây thép đóng ở Sài Gòn Thôi đích rồi Trái tim nàng đập đổ hồi Tay run bắn Nàng lóng cóng xé phong bì Cả một trời tiếng ti tiếng trúc vang gian lên trong lồng ngực Em yêu quý của anh Người xa xôi muôn dặm của anh Anh cúi lại em Lại cái hồn cao đẹp của em Xin em xá cho anh cái tội bàn bạc không tin về cho em 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 muôn năm tôn thờ của anh Xin em thương anh thương cái thân cơ khổ của anh Xá cho anh cái tội không gửi thư cho em biết tin tức anh Anh cầu xin em lấy lòng mẫu tử tha thứ cho anh tội tẩy trời ấy Không biết từ đời kiếp nào Anh đã tu để được có kiếp này Có ngày hôm nay Anh là gì? Là bèo bọt? Là dơm rác? Nhờ bàn tay thanh mẫu của em Anh trở thành một vật vô giá trong trời đất Vô giá vì là hình nhân của bàn tay tạo tác của em Em phúc Phút nào cũng như phút nào anh cứ như người say giấc mộng đời ân tình có khi đang vội vã lan theo guồng máy của sinh kế lẩn vào cái ầm ầm của xe cộ của đô thành anh cũng đứng dừng lại dừng lại để nhìn lên trời nhìn xuống chân anh nhìn xuống ngực anh anh lại giơ tay để nhìn vào nó và tự hỏi một cách hãi hùng anh là ai lại được em thương như thế giây phút giây phút chẳng giây nào anh không muốn khóc vang lên sao em lại thương anh Chẳng phút nào anh không muốn gào lên giữa thiên hạ Sao em tôi lại thương tôi Sao em tôi lại giơ cánh tay ngả ngọc của em tôi cho tôi vịn Cho tôi có chỗ bấu víu Sao em tôi lại cho tôi con mắt Hàm răng, mái tóc Và những tiếng cười, những cái nấc Anh luôn luôn tự hỏi Rồi không thể trả lời Anh muốn nhảy ngay vào đầu máy xe điện Xe hỏa Xem xác anh có tan ra không Xem máu anh có đổ ra không Xem anh có là người như mọi người không mà có một bà chúa thương xót đến cùng cực như thế. Em, bà chúa của đời anh, người mẹ hiền đức của đời anh, đứa con si mê của anh. Em có phải sợ anh rét mà cho anh chăn? Mẹ có phải lo cho con sống lạnh lẽo ở trần hoàn mà cho con một cái tã? Con có phải sợ cha tủi hồn mà nép mình vào ngực cha không? Thưa em, từng phút giây. Vâng, từng phút giây. Luôn luôn anh thấy da thịt anh bỏng dãy máu yêu đương của em thấm da thịt anh. Đúng như thế em ạ à. Đi trên đường vắng Anh đi trong chỗ đông người Anh chỉ trông độc có thấy em 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 là trời Là đất Là vũ trụ Là Là tất cả của anh Anh sống Thì xương anh gửi vào thì xương em Anh chết Hải cốt anh sẽ tìm hải cốt em Em Có phải rời sinh em ra là vì có anh không? Có phải rời sinh anh ra là vì có em không? Không có em không có anh Trời đất sẽ chả có gì cả Không có người là điều thứ nhất Vì có người để làm gì Để ngắm cái gì ở trần gian này Không có cây cỏ Vì ai là người hưởng cái đẹp vô cùng là đẹp của non sông Không có em Trời sẽ chẳng được tôn thờ như đã được Đất đã chẳng có cái tài sinh sản nhiệm màu của nó Hỡi em Người mẹ hiền của tuổi thơ anh Người bạn lòng trong lúc anh thất theo trong đời Kẻ tiếp máu cho anh trong lúc anh kiệt sức lúc giả nua anh cùi xin em Nhận những giọt máu của anh trong đời anh gửi gắm về em Anh cùi xin em hãy thương anh Cho đến lúc mặt trời hết lửa Mặt trăng hết sáng Là con ong cái kiến Anh van xin em Đùm bọc cái kiếp ong kiến của anh Giời có thể phụ đất Núi có thể phụ sông Nước mây có thể bẽ bàng nhau Anh, kẻ được em hả hơi sống Không bao giờ qua lãng quên em Anh nhớ ơn em trong cả lúc ngủ giấc ngủ nghìn năm Anh nhớ em người nhũ mẫu của anh trong cả lúc xác thịt anh tan trong ván thiên ván địa. Anh cúi xin em hãy kiện gót nhìn về phía trời này để thấy anh ngày đêm quỷ trước không gian, thời gian, cầu nguyện cho em, cho máu của em không mất sắc đào, cho lòng của em không phải vẻ thắm. Anh cúi xin em cho anh một phút mỗi ngày, phút vọng tưởng, phút đoái hoài, để anh có lương thực đi hết chặng đường ngàn dặm. Có cái gì trước mặt làm ngắn tầm mắt yêu đương của chúng ta? Anh xin số mệnh hát dùm em, Hát dùm em cái màng để anh trông rõ em từng giây phút Anh sống Anh khắc trên da anh một chữ trời to tướng Em là trời của anh Trời của đời anh Anh chết Anh ghi vào vài liệm xác anh một chữ đất từ tóc đến chân Em là đất của đời anh Sinh trưởng ra anh và lại bắt anh về khi anh hết thở Anh xương máu của em Tùng Phúc đọc xong Nàng ngã rụi xuống ghế Nàng giơ bức thư lên mặt khóc nước nở Nàng úp thư vào mặt Rồi lại đặt xuống ngực Nàng gục đầu vào thành ghế Nấc như cái nấc của nhớ mong của hờn tuổi Hai năm trời xa cách Một bức thư Một bức thư không nói năng gì đến cảnh hiện tại Không bày tỏ sinh kế Và cũng chẳng để địa chỉ có thể trả lời Hợi ơi Sông núi nào hoàng đại cho bằng Trường cửu cho bằng một tiếng nói không âm thanh Một cái nhìn không mở mắt Ngớt nước mắt Phúc đứng dậy Tự nhiên nàng thấy gian phòng có cái âm khác ngày thường. Bộ bàn ghế, cái tủ áo, cái giường nệm trắng tinh. Tất cả như mới quét một màu sơn xanh dịu. Trước đi văng, mọi khi nàng vẫn tủi vì không có người trên đó. Phút này cũng như được đượm một hơi mới lạ. Nền hoa trên mặt vài nở bung. Chiếc ảnh bán thân của Tùng, mọi khi vẫn chăm chăm nhìn nàng. Bây giờ tự nhiên có dáng của một cái đầu nét vào ngực. Có dáng của một đứa bé gục đầu vào đùi mẹ nũng nịu. Những ri đô màu hồng có theo con nhạn cũng phấp phới Con nhạn tự dưng chân cũng cỏ quẩy chỉ trực bay Và rõ ràng nó muốn cất cánh về phía sông Mang, phía Nam Tất cả gieo vui Gieo vui cái lòng son sắt của kẻ thân ngoài nghìn dặm Tất cả hoan hô Hoan hô cái tình sông lở cát bồi Của hai linh hồn xa bọc xa nhau Xương dựng xương nhau Nàng cảm thấy đầy áp một lòng hoan lạc Thứ hoan lạc chỉ riêng những kẻ biết sống cho ngày mai Biết khóa lòng vào lòng nhau biết gửi thịt vào thịt nhau. Nàng đi lại phía tủ, khẽ mở cánh, mơ màng nhìn hộp thư rồi lại khép. Rồi đưa tay vuốt mặt, đi nhìn rõ bức ảnh một lần nữa. Bác hai dẫn Huân lại nhà cô giáo, vừa đi bác vừa dặn con. Con lên trên ấy, cố mà chăm học. Cô giáo thường con lắm, con đừng lười biếng để cô phải giận. Tết về, rồi thầy mua xe đạp cho. Con lão tín nó đã bảo bán hai chục đấy, nhưng thầy chưa có tiền. Huân gạt ngay. Thầy đường mua, con không đi đâu. Thầy để dành tiền bốc mộ cho ông ra riêng. Bác Hải chạnh lòng nhìn con thở dài. Thầy thấy con được lên Hà Nội học, thầy cũng mừng. Nhưng nghĩ không lo được cho con, thầy khổ lắm. Huân giơ tay ngăn bố. Thầy đừng nói thế, con đã nghĩ kỹ rồi. Cô giáo con một lòng thương con, thầy không nên nghĩ lôi thôi. Mất lòng thảo của cô con đi, con cứ chăm chỉ học hành. Sau này đỗ đạt là trả được ơn cô rồi. Thầy định, giá chậm được 10 hôm nữa, thầy sẽ mang cho con mấy cái quần áo. Nhưng phải đi ngay, làm thế nào được? Thầy đã hỏi thím rồi, mua chịu mấy thước trúc bầu cho con. Nhưng thím ấy bắt giả tiền vải trước mới bán. Huần nhàn mặt. Khổ quá, con đã bảo thầy từ trước, thầy đừng mua chịu thế, con mà còn thích gì? Bác Hải chép miệng. Thì thấy con không được lành lặn. Cần gì hả thầy? Đi học chứ đi xem hội đâu rồi chạc lưỡi. Với lại con có rách dưới đâu. Và cầm vạt áo ba ga dơ lên. Còn tốt chán, con mặc đến sang năm cũng chưa rách. Bà khai an ủi con. Thôi, bao giờ thầy làm ăn khá, thầy sẽ may mặc cho con. Rồi mỗi tháng, thầy gửi lên cho con một đồng con ăn quà. Huân dừng chân. Con đã bảo thầy đừng lo cho con, thầy đừng gửi tiền, con không ăn quà đâu. Không ăn quà cũng có lúc cần đến chứ, Cô giáo con đã bảo cho con tất cả rồi mà Phúc đón hai cha con Huân bằng một nụ cười dài Cháu lên học vài tháng Tết lại về ngay đấy mà Bác hai ấp úng muốn hỏi Nàng hiểu ý bảo ngay Tết tôi lên sắm Rồi tôi đón về Bác hai hiểu ý cô giáo nói thác ra như thế Chứ sắm sửa gì Bác ngại ngùng Lại phiền cô phải đưa đón cháu Nàng nhìn bác hai một cái nhìn trách móc Ông đừng nên nói thế cứ trao được cái bằng thành chung là tôi mừng rồi. Ba khai dặn dò con một lúc, rồi quay nói với nàng: thưa cô, tôi chẳng may không lo liệu được cho cháu, cô có lòng thương giúp cháu nên người, thôi thì chăm sự nhờ cô cả. Nàng vội ngăn: cảm ơn ông, ông cứ yên tâm, mọi sự là có tôi cả. Thưa cô, cô đi tàu hiệu à? Vâng, tôi còn qua mũi Ngọc thăm người bà con, ở đấy một ngày rồi mai mới đi thẳng lên Hà Nội bẩm cả cháu cũng đi Cả cháu chứ Rồi cười Cũng phải cho cậu ấy đi du ngoạn một tí chứ Trước khi về Bác hai chắp tay vái Thôi thì từ nay chăm sự nhỏ cô cả Tôi phận mà số hèn Phải nhờ vào cửa cô Không, ông đừng nói thế Tôi nhờ rời không đến nỗi Cứ cháu học được là tôi mừng rồi Ông giáo thấy cháu đến mừng rỡ bảo ngay May quá, chị đã đến chậm vài hôm thì chỉ có nhà không? Vừa được bổ huấn đạo, sắp sửa đi Hải Dương. Chú được nghị định bao giờ? Mấy hôm nay thôi. Thế là nhớ cả rồi. Dự định bị mất nút. Nàng định gửi huân ở với ông bà giáo. Thầy cháu băn khoăn ông hỏi. Gì thế chị? Không giấu giếm nàng nói ngay. Cháu định gửi cậu học trò nhờ chú trông nom. Bây giờ chú lại phải đổi. Dày xa già quá. Cháu còn quen ai ở Hà Nội mà bảo ủy thác cho người ta? ông giáo phá lên cười khó thế mà cũng lo lắng để đấy chú gửi cậu ấy lại đằng ông trí cũng được cơ mà không thể làm khác nàng đành bằng lòng bà giáo ở dưới nhà lên thấy cháu bà vừa cười vừa bảo khéo nhỉ vừa mới nhắc hôm qua nóng ruột lắm có phải không cô thế nào nhân thể lên có việc gì thế thưa gì cháu đưa cậu học trò lên học bà giáo hất hàm học ở đâu ở đây ạ à. Bà giáo vỗ tay như tiếc Hoài của Giá chú không phải đổi Để cậu ấy ở đây đi học thì tiện quá nhỉ Nhưng lại chợt nhớ bà hỏi À cô đã biết chú được bổ huấn đạo chưa Cháu vừa mới thấy chú bảo Bà giáo chép miệng Quan từ đâu chả biết Đang ở Hà Nội vui vẻ Phải đổi đi tình nhỏ buồn chết Rồi khoa tay chỉ đồ đạc Lại phải dọn những thứ này đi mới ngại chứ lị Gì thuê ô tô camion dọn ạ à? đành phải thế biết làm thế nào gì có để gì lại không ạ à? bà giáo chạc lưỡi gọi là dọn thế thôi những đồ vặt vãnh bỏ lại gửi một bà bạn một ít ai hơi đầu dọn cả được tình cờ phúc cầm tờ báo giờ xem nàng thấy tên liên trong bảng kê danh sách các giáo sư một tư thục nàng cố nhớ xem có phải liên họ đẳng không phải trình liên rồi thân phụ liên ông tuần đặng văn mai đúng rồi một ý nghĩ đến với nàng hay gửi huân cho liên nhưng không biết liên ở một mình hay ở với ai và liên có bằng lòng không chứ để ông giáo giao huân cho bạn bè cũng bất tiện nàng tính mãi cần nhắc mãi rồi nàng quyết định tìm liên biết đầu liên chẳng vui lòng nhận huân biết đầu liên chẳng cũng coi đó là một vận sự khi nàng nói rõ ý muốn của nàng đã chẳng có một lần liên đã tỏ ra con người có nhân cách và có lòng rồi ư liên định rẽ về phía trường thì phúc đi đến nàng cúi đầu chào liên Liên như nhà triết học đang mơ màng Chờ tìm ra một lý đoán Niềm nở chào lại Cô về đây có việc gì? Cô vẫn dạy học ở Móng Cái Vâng, tôi vẫn ở Móng Cái Tôi về đây xin học cho em tôi Cậu chính hay cậu Bính? Không, em họ tôi Quay nhìn Huân liền hỏi Cậu định học ở đâu? Huân chưa biết đáp thế nào Phúc đỡ ngay Chưa định ông ạ, à, tôi còn đang chọn Và cũng nhân thể muốn nhờ ông cô muốn tôi xin học hộ ở trường tôi? Vâng, và cũng muốn nhờ ông một việc nữa. Liền vui mừng. Vâng, tôi xin sẵn lòng. Rồi giơ tay xem giờ. Tôi còn có 10 phút nữa, phải vào dậy một giờ toán pháp. 4 giờ thì tôi có nhà. Xin mời cô lại chơi. Tôi ở hàng gia, số. Phúc nhận lời. Trước khi chia tay, Liên còn ngoái dặn. Đúng 4 giờ tôi có nhà, cô nhớ cho. Nàng đưa Huân đi xem các phố, qua hàng ngang, hàng đào, hàng bồ. Đứng lại trước các cửa kính bày đồ hàng hóa. Phúc cắt nghĩa cho Huân các vật dụng. Trước con ở đây một tháng, con đã đi xem một lượt. Cửa hàng ở đây to hơn ở móng cái nhiều. Phúc cười, cười sự ngây thơ của cậu học trò tỉnh lị. Phải, móng cái tỉnh nhỏ, làm gì có những cửa hàng to thế này? Nàng mua cho Huân mấy cái ti cô, mấy cái mũi xoa, một cái cặp và những thứ cần đến trước một hiệu sách bày la liệt những bút máy nàng hỏi huân huân có muốn mua cái bút máy kia không huân từ chối thưa cô không ạ à. con biết gì đến bút máy cô mua cho tốn tiền mấy ngòi braza mấy ngòi braza cô cho con từ trong năm con vẫn còn giữ con đem cả lên đây nghĩ một lát nàng bèn bước vào hiệu cứ mua ra khỏi huân bảo ngay Những bốn đồng cô mua làm gì cho tốn Cô để mà dùng Con dùng nó phí đi Sao lại phí Tôi kỷ niệm ngày Huân bắt đầu về Hà Nội Nên mới mua ở đây Vâng, thế cô cho con Con xin cô Để khi nào con viết thư về cho cô con mới đem ra Đi loanh quanh một lát Nhìn đồng hồ thấy gần 4 giờ Phúc liền gọi xe lại nhà Liên Ông ở đây có một mình Ông ở đây có một mình Vâng, tôi mới thuê được 3 tháng Tôi xem báo Thầy có đăng tên ông trong bảng những giáo sư nên mới tìm đến trường. Cảm ơn cô. Hình như ông mới về Hà Nội. Vâng, anh bạn tôi mở trường, viết thư gọi tôi về. Tôi tìm ông để nhờ ông một việc, nếu ông thấy có điều phiền, xin cứ cho tôi biết. Tất ông đã rõ, tôi hiểu ông hơn ai. Cô cứ dạy, nếu có thể làm được, tôi không dám từ chối, và nếu tôi xét bất lực, sẽ xin thưa để cô biết ngay. Vâng tôi cũng tin như thế rồi nàng ngỏ ý muốn để huân ở với liên và nhờ liên xin học hộ liên nghe xong chàng vui vẻ nhận lời trước hết tôi xin cảm ơn cô vì đã tin cậy tôi tôi thưa ngay để cô rõ chẳng những tôi bằng lòng mà còn lấy làm sung sướng chỉ gian nhà liên cười tôi đang ở một mình được cô đem lại cho một người bạn chẳng là may cho tôi ư cô cứ yên tâm tôi xin theo ý cô ông giúp tôi thế tôi được yên lòng nhưng tôi xin ông nhận trước với tôi một điều vẻ nghiêm trọng của phúc làm cho liên chăm chú tôi xin ông nhận trước với tôi khi nào có việc trở ngại ông không thể giúp tôi được nữa xin ông cho tôi biết ngay và ông nhận rằng lúc ấy tôi không gì cả liên hiểu chàng cười cô chu đáo quá tôi không bao giờ vì cớ gì không thể để cậu ấy ở đây được cả có lẽ ngay từ phút này tôi thấy cần cậu ấy hơn cậu ấy cần tôi nếu một ngày kia cô đem cậu ấy đi nơi khác Tức là cô đã làm hại tôi Tôi cần có một người bạn nhỏ bên cạnh Các em tôi Thầy tôi bắt ở trong trường cả Nếu không tôi đã đem về đây Là tôi sợ ông có bạn bè nhiều Những người ý nhị hiểu nhau trong ý hơn ngoài lời Liên hiểu Phúc băn khoăn Về cái khoản yêu đương của mình Muốn Phúc yên giả Chẳng đáp khéo Tôi lúc này cũng còn cộng tác với tờ báo Bloom Hà Nội Yên Bài vở bận lắm Ít thì giờ Thành thử bạn bè cũng không có ai Điều ấy cô khỏi phải thắc mắc cho tôi Nhưng tôi lại xin ông nhận cho tôi điều này nữa Vâng, cô cứ dạy Ông cho phép tôi đưa hầu ông mỗi tháng hai chục Liền điểm đạm Cô cho phép tôi nói thế này Tiền học của cậu ấy chắc là được miễn rồi Vì chẳng những tôi là giáo sư của trường Tôi lại còn là cổ phần Hai điều ấy cũng chưa đủ Tôi lại là bạn trí thân của ông Đốc Không đời nào bạn tôi chịu nhận tiền học của cậu Huân còn tiền ăn ở, tôi xin cô lấy tất cả lòng rộng hiểu biết mà xét cho. Tôi nhờ rời không cần tiền lắm. Điều đó cô rõ hơn ai. Mà cô cũng như tôi. Chúng ta nhờ rời, chẳng ai đến nỗi túng thiếu. Vậy cô đưa tiền cho làm gì? Nếu cô cầu nệ không chịu hiểu điều ấy tôi buồn lắm. Những người như chúng ta không nên nệ quá. Tôi xin nói thật với cô. Một khi đã được cô cho biết cái đời đẹp đẽ của cô ngày trước. Giá bây giờ tôi thiếu. Tôi không ngần ngại gì hỏi cô món tiền to ngay. Và tôi chắc lúc ấy, cô cũng không hiểu sai về tôi. Khi đã được vinh dự cùng mưu tính với nhau một vấn đề lòng, mọi cái khác có nghĩa gì? Hướng hồ cái khác ấy lại là tiền. Phúc còn này thêm một vài câu, nhưng liên gạt ngay. Chàng nói bằng tất cả thành kính. Tôi chắc cô không nghi ngờ gì nhân cách tôi. Vậy xin cô cứ nghe theo tôi. Con người lớn với nhau, cái nghĩa là cần. Còn đồng tiền cho nhau hay xin nhau có nghĩa gì? Nếu cô cứ trả tiền ăn cho cậu ấy, Tức là cô liệt tôi và Hạng cần phải xong phẳng trong đời Tôi, tôi kính trọng cô lắm Kính trọng cô vì tôi được biết cô là người lớn Nếu cô bắt tôi phải nhận Tức là cô coi tôi không đáng để cô gửi gắm chút lòng Như thế tôi phải xấu hổ Rồi dàn từng tiếng Cô đừng liệt tôi vào hạng có thể đổi trác. Vâng, ông nói thế Tôi xin nghe ông Và xin ông nhận lời cảm ơn của gia đình em tôi và tôi Phần thứ 6 Ba năm sau, ngày tháng cứ lững lờ trôi theo sự chuyển vần của trái đất. Không gì bão táp xảy đến cho đời yên lặng của Phúc. Phúc vẫn quản đốc trường Nguyễn Thị Phúc, vui sống với hơn 100 đứa trẻ. Từ những cái cặp có dây quả ngang vai của lớp nhỏ, đến những cái đầu trải mượt của tuổi 14-15. Bổn phận đã khiến cho nàng quên được ngày tháng, đành lòng chờ người yêu một ngày kia trở về với một tin lành. Ngoài cái vui được viết thư cho Huân, nàng chỉ còn đọc cái vui đọc sách chấm bài và đi thăm phụ huynh học trò. Móng cái nhận nàng là một vị phúc tinh. Phúc tinh ở chỗ mỗi thứ năm chủ nhật, phát tiền cho các ăn mày. Phúc tinh ở chỗ đi thăm nhà thương. Phúc tinh ở chỗ cấp vốn cho một vài người khốn khó. Nàng sống cái đời tu sĩ. Mỗi khi nàng ra phố, có vài ba đứa trẻ bằng đầu nhau theo sau. Chúng là con các người nghèo trong tỉnh. Cha mẹ chúng cho chúng ở lại trường. Phúc nuôi nắng dậy bảo như trong viện cô nhi ở tỉnh thành. Móng cái nhận nàng là phúc tinh Một vài việc khó xử trong gia đình Những vụ buôn bán thua lỗ Người ta đến thở than với nàng Cưới xin tang tóc Khao khoán Nhà nàng là nơi tụ họp của những người hữu sự Và nàng là vị hiền mẫu phân phát Săn sóc cho các con em Dần móng cái Từ giai cấp thầy chủ xuống giai cấp thợ Gia đình nào có cơ hội làm quen Nàng không bỏ qua Bước chân của người yêu đời đến đâu Làm vợ luống đất và khai hoa kết quả nàng đến ngưỡng cửa nhà nào lúc ra cũng để lại một vài tư tưởng vị tha nàng mở thêm một lớp dạy theo thùa cho con cái các công chức tư xa trong tỉnh mỗi tuần lễ một ngày đời nàng cuốn tròn trong sự phụng sự lý tưởng ái nhân như kỳ nàng khóc những cái tang bất hạnh và hoan lạc với tất cả hoan lạc của mọi gia đình quen biết nhiều người chỉ vì nghe nói mực sống đạo đức của nàng rủ nhau lại chào và làm quen mỗi tháng một lần nàng lại đặt giấy mời dân tỉnh đến dự buổi nói chuyện về luân lý tổ chức ở trường mong cái chi thức hoan nghênh nàng như tín đồ hoan nghênh các nhà truyền giáo nàng chuyên chú giảng về lòng yêu thương nàng làm tiêm nhập vào lòng những người quen biết nàng một cái đạo đạo yêu người các gánh hát ở xa về vì nghe đồn đều biếu vé mời nàng đến dự buổi ra mắt có người khánh thành nhà không quen biết cũng mời nàng mong cái cơ hồ như đại gia đình của nàng không một mái nhà an nam nào không biết nàng hoặc không nghe nói về nàng cả đến khách chú buôn bán trong tỉnh cũng có kẻ đến kết thân thỉnh thoảng nàng lại mời những vị thức giả tuổi tác giáng thập điều trường học của nàng kiêm là tòa giảng cho dân tỉnh đời sống đạm bạc của nàng càng làm cho người ta chú ý luôn luôn có những câu hỏi cô giáo giàu lắm sao ăn mặc xanh xoàng thế cô giáo có đạo cô giáo chưa có chồng cô giáo là con quan cô giáo cô giáo hai tiếng ấy được nhắc luôn trong chỗ đông người, sự kính trọng cô giáo tỏ lộ trong sự tránh đường, trong những cái cúi đầu kính cẩn, trong sự biếu xén. nàng đáp đổi tình nàng cho thiên hạ, để lòng khỏi trống trải, để đời khỏi tẻ lạnh và để vui sống trong những ngày khác khỏi trời tùng. năm năm nay nàng vẫn nhìn thẳng con đường xa tắp, nhìn tương lai với con mắt người chinh phụ. có lẽ là người nàng không tránh khỏi những yếu đuối về tâm thần. nàng buồn cái buồn duyên phận muộn màng. Nhưng chỉ một phút thôi Một phút lòng xê xỉnh Rồi thì nụ cười bất chấp long lở của Tùng Ở ga Hà Nội hôm chia tay Lại từ đâu bay về nhập vào trí nàng Nàng lại nín lòng Nàng lại can đảm sống cái đời chinh phụ Nàng lại hy vọng Nàng lại sởn sơ Rồi công việc hàng ngày tới tấp đến Làm ngút cái tình nhân loại trong nàng Khiến nàng tâm niệm nghĩ đến bổn phận Nàng sợ nhất đêm Vì hỡi ơi những đêm trăng móng cái Có lẽ chỉ dành riêng cho nàng có lẽ vì nàng mà có Cái sáng huyền diệu của hàng Nga Đã nhiều fan làm nàng ngây ngất Và con sông mang với những dịp nước vỗ Gọi dậy lòng nhớ nhung của nàng Xong ít lâu nay Nàng đào bới để tìm thêm một công việc đánh đuổi tư lương Nàng mua được một cái phong cầm Và có hai ba cô khuê các đến tập Thế là từ bình minh cho đến hoàng hôn Cho đến trước khi đi ngủ Nàng không để khe một giờ Buồn nàng không có chỗ lẻn vào lòng nàng có thể nói nàng thành thơ sống những giây phút bão táp những ngày chờ mong trong khổ cảnh chả là bão táp hay sao? con yến con một người quá chồng phúc nuôi le tai chạy lên thưa cô có thư ạ à. nàng ôm nó vào lòng nhưng đến khi nhận ra chữ tùng nàng giật bắn làm cho nó sợ hãi lèn lét nó nhìn nàng cái gì thế hả cô rồi ngước mắt đợi trả lời nàng không đáp giơ một tay đập đập vào đầu nó một tay cầm thư đọc sài gòn kính gửi tượng thần của anh cho đến ngày hôm nay anh mới được sống phút sống thật của anh anh nín lòng khóa trái tim không viết thư luôn về cho em trong năm sáu năm trời trời ơi có phải sức anh chịu đựng nổi khối nặng vạn cân ấy đâu em hãy tưởng tượng dùm anh giây phút nào ra thịt anh cũng mong những tiếng kêu xé vải em phúc em phúc thiên thần thế mà xác thịt bị căng xé anh vẫn phải cố đẻ cố ép có lúc khổ quá anh phải bật lên kêu trời ơi trời ơi em ơi em ơi anh tắc thở mất ngay lúc ngồi viết thư cho em anh đánh rơi bút máy mấy lần không phải anh đánh rơi đâu nó nhảy ra khỏi tay anh anh muốn nắm nó thật vững mà không được anh đang viết bỗng đứng phát dậy không phải anh đứng đâu có cái gì xuyên vào đuổi anh anh bật khỏi ghế anh thở mạnh quá bật luôn cả tờ giấy Em, anh đứt dây thần kinh mất Anh mù mất Vì anh sung sướng quá Vì anh được có phút này Vì anh đang viết cho em 5 Năm năm, năm năm nín không nói một lời nào Hẳn lúc nói phải bật ra một tiếng xé trời đất Xé lưỡi, xé môi, vỡ răng Năm năm lửa yêu đường đốt khét tim phổi Một phút này Nước của ba nghìn thế giới ảo ảo vào lòng anh Anh chết đuối mất Anh sặc máu mất Anh lại phải dừng bút các ngón tay anh quắp vào rồi Anh không viết được nữa 15 phút sau Anh co chân đạp một cái thật mạnh ra không khí mới dậy được Anh cắn chặt hàm răng Lấy hết gân đè chặt cánh tay xuống bàn Chân bấm xuống sàn Anh viết tiếp Trước khi anh đi Anh đã nói với em Yêu nhau Chúng ta phải chu toàn cho đời nhau Không thể ích kỷ Chúng ta không thể có những hành vi ám muội Anh phải đi Đi lập nghiệp để đánh thăng bằng địa vị em không yêu anh ở cái bám vào người nhưng lễ thói của đời buộc anh phải có một cuộc đời xứng đáng với cuộc đời em cho nên anh đã bảo chúng ta không có quyền biện dịn em bằng lòng dự tính ấy nghĩa là em bằng lòng chờ anh cho đến lúc anh có thể quay về anh sung sướng ra đi đi cái đi của chiến sĩ hay nói cho đúng đi cái đi của kẻ được yêu tàu chạy khuất mặt em là anh chỉ xuống đường cái thề một câu rất độc nếu anh để cho cái chất đàn bà nó đúc khuôn anh nếu anh có những cái buồn vớ vẩn nó làm đuối trí thì anh đã vỉ nhổ vào tình ái của chúng ta thế là anh quyết quyết không viết thư về cho đến khi nào anh có thể viết được anh nằm dưới cái đè to ngang trái đất mà không có quyền kêu không có cả quyền trao mày nghiến răng núi nào cho cao bằng anh nhớ mong em biển nào cho rộng bằng lòng bàn thờ anh thiết lập trong tâm khảm thế mà một tay đóng đanh câu rút lòng nhớ nhung một tay xạo sục tìm cơ hội cơ hội xuất thân hồi ấy anh đã là một cử động phi thường. Niềm phong quyền nhật ký của em để xuống tận đáy vali và vạch dao lên mặt ra. Quên, tàn nhẫn quên, bỉ bán quên, quên để làm việc. Em đã thấy anh khốn nạn chưa? Anh dám tàn nhẫn với em, dám bỉ bán em. À, nếu cả thiên hạ nhổ vào thây anh khi anh chết, anh cũng vẫn không muốn làm khác. Anh phải giết anh đi bằng cách khốn nạn ấy để được rảnh mà gây sự nghiệp. Em có nhớ chú cho anh 300 bà không? Em có nhớ em cho anh đôi vàng không? Hừ, anh đã nhịn đói một bữa, hai bữa và ba bữa, không đả động đến số tiền ấy. Anh thế đấy, anh khốn nạn thế đấy. Nếu em đọc đến đây, thấy cần mắng anh, em cứ mắng đi. Em đập vào mặt giấy này, tự khắc linh giác anh cảm thấy. Bức thư chú viết giới thiệu anh với ông chủ hiệu sắt, anh cũng không dùng đến. Em đã thấy chưa? Anh khốn nạn thế đấy. Em có muốn khinh anh? Em khinh đi em chỉ vào bất cứ một vật gì trước mặt em là ở đây anh cảm thấy ngay thân thể anh sẽ thấy xem cháy ngay em cứ phát biểu phẫn nộ anh làm thế để đi đến đâu đến chỗ cùng tác biến biến tác không không chặt cầu còn có lối quay về không phải đường lối của anh không xứng đáng với tấm tình em ký thác nơi anh nghĩa là anh không dám dành cho em cái thường anh dành cho em cái phi thường anh dâng em cái trần trần của bản thể anh không gói ghém không tô mạ không chảy chuốt. Anh tìm sinh lộ trong tuyệt lộ, anh tìm quả trái mùa, chỉ có quả ấy mới đáng cho sự em đã đoái tưởng anh. Chỉ có cái gì cao hết con số, cao hết từng, cao hết trời mới đáng cho em. Thế là anh len anh lục lọi, anh xuyên đông kích tây, làm đủ mọi nghề để chọi với thử thách. Anh đặt một chương trình, chương trình 15 năm. Anh định bắt đầu bằng một tập báo bán xong, để kết liễu bằng một buổi lễ kết hôn long trọng ở nhà thờ. Chuồng vàng in ỏi, anh để hẳn một năm sống vất vưởng, lao bảnh cờ hiệu tranh vênh để thu thập kinh nghiệm anh không muốn khi có thể anh chỉ về với em với địa vị người chồng anh muốn đem dâng em khí phách của kẻ trai chỉ có cái ấy mới bắt lên cân được với tấm tình của em em đọc đừng run tay anh bán báo chơi một tuần lễ đến cả vũ trụ cũng là bé với anh lúc ấy nữa là cái nghề bán báo thường thường anh đã bảo anh muốn khi về đem cho em một món quà quý cơ mà cái thường chỉ để dành cho kẻ thường. Em phải đáng chơi tất cả núi non trong rời đất. Rồi anh làm thợ nhà in, bán vé xe điện, làm bồi ô ten, làm thư ký hạng buôn. Anh làm tất cả, làm tất. À, em bảo khi anh có một bàn tay mơn mờn, giữ mực thước chi trai của anh. Khi anh được yêu như không ai được yêu hơn, thì lao khổ có nghĩa gì? Sau một năm tập sự trong ngạch sống, anh bắt đầu vào công cuộc kiến thiết. Kiến thiết tòa lâu đài hạnh phúc của chúng ta anh sụp xạo vào làm các hạng buôn. Trong khi ấy, mắt anh nhằm nhằm nếu có chỗ nào có thể mở mang là anh len. Anh làm vang đơ cho hiệu sách Library Sài Gòn, nhưng chỉ làm vừa đúng 5 tháng thôi. Vì một hôm anh đi qua hiệu Sơn Bắc Kỳ, Thấy Yết Bảng cần một người coi kho có chứng chỉ tốt. Thế là anh sấn vào, người quản lý trả lời anh không được. Ông ta bảo người coi kho phải có tuổi, phải đã từng làm gác điêng cho một vài sở. Và ông ta cắt nghĩa, Coi kho trẻ tuổi như thầy đây không được Hay rơi, xoay sở Ăn cắp hàng, không tỉnh ngủ Em đã thấy chưa Nếu anh không chịu dầm thân Làm sao anh có thể có những kinh nghiệm này Nó cũng dự vào sự gây hạnh phúc của chúng ta đấy Vì hạnh phúc có tạo nên Bởi những kẻ thấu chiết sự vật Hạnh phúc ấy mới thật là hạnh phúc Không phải thứ hạnh phúc dễ bật dễ tan Của cải chân không đến đất Cật chẳng đến rời Anh muốn dâng cho em những chất tươi bổ Những màu nọn thắm cơ chứ tuy bị người quản lý từ chối anh cũng vẫn sục sạo không biết linh khiếu anh huy động lý trí thế nào mà anh thính thế anh thấy đấy là một chỗ đắc địa anh thấy đấy là đất quan trung của bái công em có biết anh làm thế nào không anh hỏi dò người làm biết ông chủ chiều nào cũng đi ăn ở hotel continental chắc em biết ông chủ là người an nam anh bèn đón ở cửa hiệu quả nhiên anh bắt gặp ông chủ anh bèn đến ngả mũ xin ông cho một việc làm ông nhìn anh từ đầu đến chân hỏi một vài câu rồi rời thương thế nào ông bằng lòng anh vào làm hiệu sơn bắc kỳ ngay hôm sau và trong một năm trời anh học được cách chế tạo sơn cho đến đầu năm nay anh xin thôi ra mở một hiệu sơn ở một phố buôn bán đông đúc giữa sài thành em phúc anh của em hiện nay là chủ hiệu sơn phúc tùng với lá cờ vàng trói lọi anh chế sơn bán sơn thẩu que sơn trong thành phố các công sở sau tháng nay Lãi đập làm vốn, anh kiếm được hơn 2.000 đồng. Đến đây, anh chắp tay cảm tạ thượng đế cho anh được sống phút mơ ước của đời anh. Phút đặt bút viết lá thư kể những ngày qua cho em. Anh không biết có phải đây là hòn gạch đầu tiên để xây lâu đài hạnh phúc của chúng ta không? Từ nay, anh sẽ viết cho em luôn. Anh cùi xin em cứ tin ở gan ruột anh, tin ở lòng anh kính thở em. Anh cùi xin em ban cho anh một thời hạn 5 năm nữa. 5 năm nữa, anh sẽ làm nên doanh nghiệp. Để có thể quay về tôn thờ em Anh của em Tùng Huân đậu kỳ thi cao đẳng tiểu học năm ngoái Chàng đang theo học ban tú tài Ở trường bảo hộ Mấy năm trời vùi đầu trong sách vở Huân đã đem về cho Phúc một mảnh bằng Bác hai Hôm được tin con đỗ mừng quính Bác tất tả tất tuổi đến vái cô giáo lia lịa Hôm ấy chính Phúc Nàng cũng sung sướng Chuyện trò huyên thiên với bác hai Nhưng sao rời vật đổi làm sao Hôm nay bỗng dưng huân lù lù về Chàng gặp Phúc vào buổi chiều Lúc tà dương vừa đổ bóng Giật mình về sự có mặt đột ngột của huân Phúc hỏi một cách lo sợ Sao anh lại về Sao không cho tôi biết tin Tôi ra đón Không cảm động Không biến sắc Huân lạnh lùng Vì con cũng không biết trước Con cũng mới được tin Anh được tin gì Con được tin bạn con trả lời xin được việc cho con ở thua rừng Con đi làm Tì nữa cái ghế đầu Phúc vẫn ngồi đánh phong cầm chuội chân Hát nàng té nhào Nàng vội viêu cánh cửa Bạn anh xin việc cho anh Anh đi làm Vâng Thế nghĩa là thế nào Vì con nhận được tin của bạn con Phúc nhìn huân trừng trừng Như người điên nhìn kẻ bưng bát thuốc đến cho mình Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả Anh muốn làm tôi điên hờ Rồi đập vào tay huân Có phải anh điên không Huân lạnh lùng một cách sáng suốt thưa cô không con không điên con không làm sao cả con không muốn học nữa thì đi làm con học nữa cũng thế con học để làm gì nhưng anh cũng nên cho tôi biết trước thưa cô con có biết trước hôm nay con bỏ học đâu mà báo cho cô ông liên bảo gì anh về dịp này ông liên cũng chưa biết con thôi thế nghĩa là thế nào huân nhìn cô giáo một cái nhìn nặng những ý nghĩa con xin cô tha thứ cho con con không thể ngồi yên mà học được nên con đành thôi cô tha tội cho con phúc vụt hiểu vẻ mặt hết thần của huân khiến nàng khám phá ra cái cớ bỏ học của chàng phải rồi không thể nào huân dám đối với nàng với liên như thế huân phải đã gặp một cái gì đau xót lắm đau xót đến không còn tự chủ được mới giỏi chứng như thế con người vốn nhu thuận như huân không thể nào có những cử chỉ bất kính đối với một người ơn nặng hờ phải rồi cái cớ đau xót phúc khám phá ra rồi bỗng nàng lắc đầu ái ngại Nàng thở dài như chút cả những ái ngại ra không khí Người học trò của nàng cũng đau khổ như ai Nhưng huân của nàng không thể đứng vững trước những đa đoan Để tạo nên số kiếp Huân chịu thua hoàn cảnh Chắc rồi, không sai rồi Có cái gì xảy ra về phía Vân chứ không khỏi À, thôi đúng Hơn năm nay Vân về đây Chỉ có mấy tuần lễ gần đây nàng buồn thất thều Không vui tươi như trước Nàng không lại dạy hộ mấy giờ toán pháp Đã hứa với cô giáo là sự không vừa Giờ phút đã đến, Phúc phải len vào để thực hành ý định của nàng. Ý định ấy, nàng đã giáp toan từ lúc gặp Vân một buổi chiều trà cổ cách đây 4 năm. Cả đêm hôm ấy, nàng thao thức không thể nhắm mắt. Nàng phát một chương trình để nếu đúng như Vân, thì cứ việc theo mà hành động, không thể trù trừ được nữa rồi. Gà gáy, tiếng xe bỏ đi, tiếng lợn kêu, tiếng rào éo éo của hàng quà vẫn chưa thả ánh sáng ra. Vẫn tối mò mò, tối như đêm tối. Đêm chờ đợi, Đêm mong sáng bao giờ sáng chẳng chậm đến như bà lão chậm chạp trong buổi họp. Mới tang tảng sáng, Phúc đã gọi người tùy phái lên để đi gọi huân. Người tùy phái ngạc nhiên vì rời còn mờ mờ. Bác cứ đi, đến nơi thì sáng. Vâng. Bác bảo cậu ấy lại ngay tôi hỏi, tôi còn đi mũi ngọc chơi. Người tùy phái trở về, Huân theo sau. Sau một vài lời đo đắn, Phúc dồn Huân đến góc tường. Huân không thể đừng, chàng phải thú nhận sự thất vọng của chàng. Quỳ dưới chân Phúc Huân khóc bạt hơi Thưa cô Con khổ lắm Con yêu Vân Vân sắp đi Con khổ lắm Con chết mất Con không thể sống Phúc nhắm nghiền mắt Nàng khẽ giơ tay trên đầu Huân như đức cha làm phép rửa tội con chiên Rồi tìm bàn tay Huân úp vào tay mình Cô biết rồi Biết lắm rồi Cô biết mối tình của Huân 4 năm trước đây cơ Bỗng Huân nín bặt Chàng nhìn Phúc lèn lét cô biết đã lâu hơn ạ biết nên cô mới tìm cách gỡ tình thế cho huân biết nên cô mới tìm huân ở nhà thợ máy biết nên cô mới gửi huân cho ông liên cô không giận con phúc lắc đầu không cô thương huân chứ huân đừng sợ cô sẽ đem vân trả lại cho huân huân không mất vân đâu bà tuần mẹ vân đưa mời phúc một chén nước thưa cô tôi không thấy cháu nói gì có phải tôi biết chuyện mà gà này gà ép cháu đâu ông bang tá này trước làm với ông lớn tôi nhưng nếu cô dạy thế tôi xin nghe theo nói lại với người ta cũng được không sao chắc cháu sợ cụ lớn nên không dám nói thế cậu ta đỗ đạt gì ở đâu cậu ta học cao đẳng ban luật em ông cử liên giáo sư bà tuần gật gù để tôi thưa với ông lớn tôi cô đã dạy thì chúng tôi phải nghe theo cả tỉnh còn quý cô nữa là tôi Nói xong, bà điểm một chuỗi cười của người vô tư lự. Phúc về, nàng xin phép bảo Tuần cho Vân lại trường. Vân đi cạnh cô giáo, mặt cúi gằm. Có lẽ nàng thẹn, có lẽ nàng mừng. Con xin cô tha lỗi cho con. Vân có lỗi gì? Con giấu cô. Không, Vân chẳng giấu cô đâu. Vì nếu giấu cô đã chẳng biết. Cô biết. Phải, cô biết từ hôm gặp Vân ngoài bãi trà cổ trước khi Vân về Hà Nội học. Vân lặng thinh, nàng không nói gì. Phúc cũng mặc chẳng hỏi. Về đến nhà, hai thầy trò lên gác thì Vân rú lên. Nàng níu chặt lấy Phúc khóc nước nở. Còn Huân, lúc ấy đang ngồi bàn học, cuối cổ xuống cuốn chuyện không nhúc nhích. Phúc để cho Vân khóc, khóc cho thỏa thuê lòng cho hả lòng. Vân đừng sợ, cô đã nói với mẹ cho Vân. Việc xong rồi, Vân cứ yên tâm, đời Vân sẽ không mất Huân đâu. Rồi trách một câu làm cho Huân ngồi chết dí bật sậy. Sao các em không ngỏ thật với chị từ trước? Sao các em lại giấu chị? Huân chạy bổ lại, lay lay tay Phúc. Cô, cô đừng khóc. Con lại cô. Cô, cô đừng khóc. Rồi kéo Vân cùng quỳ xuống chân Phúc. Cả ba cùng khóc. Vân Huân khóc hạnh phúc của đời mình đã đến. Và Phúc, có lẽ nàng thương thân trước cái tình đôi lứa sánh đôi. Nàng khóc hạnh phúc của đời nàng còn xa, xa tham thầm. Bữa cơm tiện Huân lại về Hà Nội học hạnh phúc của đời các em là ở trong tay các em các em nên nhớ chúng ta là tạo hóa của số mệnh chúng ta chúng ta tìm gì trong đời sẽ được nấy miễn có cái lòng biết muốn các em nghe chưa con nhờ cô phúc cười kìa lại cô rồi nói lại đi nào huần nhắc em nhờ chị thương em và tác thành cho em mới có ngày nay phúc gạt ngay thôi chị không muốn các em nhắc đến ơn huệ nữa các em chưa biết đây thôi. Nếu một ngày kia, các em rõ đời chị, các em sẽ thấy kẻ cần ghi ơn phải là chị. Vân ngoan ngoãn đưa ba trò phúc. Chị đã cứu sống chúng em. Kìa, chị đã bảo chị xin các em đừng nhắc đến ơn Huệ. Chị xin các em cứ thương chị. Thế thôi. Đặt bát, nàng khẩn khoản nói với Huân. Chị không muốn thế đâu. Nhưng ở đời không nên nệ quá. Phải tùy cảnh tùy biến. Em muốn chiếm được Vân của em trong đời. Mà đời buộc em phải có danh vọng Nếu có thể Sao em không đi vào cửa danh vọng À Nói thế không phải bảo em phải sống theo người Điều chính là em cướp được Vân Rồi sau thế nào sẽ hay Em cố học nữa đi Vân của em quý lắm Nhưng chỉ quý cho em Còn đời buộc em phải trả giá Vân bằng cái bằng tú tài Em trả đi Càng lợi có thiệt gì Vâng Em xin nghe theo chị Em xin cảm ơn chị đã chỉ bảo cho em Phúc xùa tay Chị đã bảo em đừng nói đến ơn huệ mà rồi chỉ bức ảnh bản thân của tùng một ngày kia nếu anh của các em về các em sẽ thấy tại sao chị đã sống với các em phút này thưa chị bao giờ chị đã biết bao giờ đâu nhưng thế nào cũng có một ngày độ bao giờ ạ à? một ngày trước khi chị lìa trần là đủ chị chỉ cầu có một ngày một ngày là đủ cho chị rồi chị sống bảy tám năm nay và bảy tám năm nữa cũng chỉ cần có một ngày ấy thôi Nói xong nàng không cầm được nước mắt Cả Vân cả Huân lại níu lấy nàng òa khóc Cả ba cùng khóc Khóc nước nở Phúc sờ hai tay quàng cổ hai người Đặt mũi bên đầu một cái hôn Phúc chỉ cái vali của Huân cười bảo Đừng tưởng sách vali đi lại sách về mà được đâu Ông Liên nghiêm lắm đấy Vừa đánh dây thép về cho tôi đây Huân thất sắc Phúc mở ngăn bàn lấy mẩu giấy xanh đưa cho Vân Đây em xem Liệu hôn của em về Hà Nội fan này có khỏi phải đòn không? Vân đọc dây thép, lo lắng nhìn người yêu. Phúc chỉ tay đe. Từ giày thì đừng có liều như thế nhé. Đừng liều mà rồi có fan phải đòn đấy. Ông Liên không tha thứ cho em như chị đâu. Tự nhiên bỏ nhà. Huân run run ấp úng. Chị làm thế nào xin cho em? Phúc chỉ Vân. Đấy, em làm thế nào gỡ cho Huân thì làm. Vân lo lắng nhìn người yêu. Phúc mỉm cười phá không khí. Thế từ giờ còn liều nữa thôi Thưa chị từ giờ em không phải liều nữa Phúc quay sang Vân mắng yêu Huân Em xem Huân của em cũng hóm lắm cơ đấy Rồi chỉ phong thư trên bàn Lần này chị xin cho em Nhưng nên nhớ Chỉ có một lần thôi nhé Cầm thư kia về cho ông Liên Huân mừng hiện lên mặt Lại lấy bức thư toàn mở vali bỏ Phúc ngàn ngay À phải đọc lên Đọc cho em Vân nghe đã rồi kéo Vân ngồi xuống cạnh. Em ngồi xuống đây với chị, hưởng hạnh phúc đi. Vân nhìn nàng một cái nhìn dò hỏi. Phúc ra hiệu cho Huân đọc. Thư ngỏ đấy, đọc xong rồi dán lại. Đọc đi. Đáng nhẽ chị đọc cho các em nghe thì phải, nhưng bắt Huân chuộc tội. Huân mở thư đọc. Thưa ông, tôi xin ông tha lỗi cho em Huân tôi vì đã bỏ về với tôi không xin phép ông. Thưa ông, cái cớ nó về đây. Tôi xin thưa để ông rõ sau tôi cầu xin ông thương xót nó như đã thương xót tôi trước đây nó cũng có một tâm trạng như anh tùng của tôi đời của nó hạnh phúc của nó hoàn toàn ở trong tay ông ông là người đã thương tôi một lần trong đời tôi tôi cũng xin ông thương nó một lần trong đời nó tôi sẽ về tìm ông nói rõ mọi chuyện ông rõ tôi trông cậy ở lòng ông thương tôi tác thành cho nó nó cũng đang xây một lâu đài hạnh phúc như tôi mà hòn đá đầu tiên vẫn là hòn đá do ông đặt này kính